My name is Nancy Bui. Today is June the 7th, 2013. I am going to interview Mr. Chiêu Nguyễn in Austin, Texas. Thưa chào ông. Chào cô Chiêu Giang. Thưa ông, xin ông có thể cho biết tên, năm sinh cũng như là ông đang cư ngụ tại đâu? Tôi tên khai sinh là Nguyễn Thanh Chiêu, sinh năm 1930 ở ngoài Hải Ninh, Bắc Việt. Thưa ông, hiện tại bây giờ thì tôi ở San Jose, Cali. Thưa ông có thể cho biết là cái nơi nguyên quán của ông ở đâu và có cái gì đặc biệt không? Đó. Tôi theo lời của ông già tôi kể lại thì quê tôi nguyên gốc nguyên quán ở Thanh Trương, Nghệ An, tức là phải đi qua cái quê hương của ông Hồ Chí Minh, tức là huyện Nam Đảo, rồi mới đến cái huyện của tôi là huyện Thanh Chương, thì nó sát cái vùng biên giới của Campuchia, sát vùng biên giới xin lỗi của Lào. Thế rồi thì ông nội tôi lúc cái làm quan ở trong triều đình Huế, theo cái phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu, thế mới đi sang bên Nhật để hoạt động cho cái phong trào Đông Du, thì ông nội tôi mới đi ra đến Móng Cái. Thì bị Pháp nó bắt tù cụ, xong rồi nó bắt là trung thân biệt xứ, ăn này gọi là an trí đấy. Trung thân biệt xứ ở ngay ở cái làng Trà Cổ, tức là một cái làng ở ngoài ở cái vùng ven biển của cái thành phố của tỉnh Móng Cái, cái làng Trà Cổ. Thế thì ông cụ tôi ở lại đó và mang vợ con ra đó, thì ông sau đó là ông cụ tôi, thì ông thân sinh ra tôi, sinh ra ở ngoài đó đến thế hệ tôi. Thưa ông có thể cho biết là nghề nghiệp của ông hiện tại và trước đó thì ông làm những cái nghề gì ạ? Từ sau khi tôi ở kháng chiến về từ năm 1953 thì tôi đi học ở Hà Nội, xong rồi tôi bắt đầu viết văn từ năm 53, làm báo từ năm 53 đến năm 1975. Tôi được biết là ông làm báo và ông có những cái sinh hoạt rất là rộng rãi và với giới báo chí ngày xưa, báo chí nhà viết văn ngày xưa, ông có thể cho biết là những hoạt động như nào và ông giữ cái chức vụ gì không? Vâng. Tôi vào làm báo từ năm 53. Thế năm 54 thì là tôi viết cái cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi. Sau đó thì tôi bắt đầu hoạt động về báo chí. Thì tôi làm từ phóng viên, rồi đến biên tập viên, rồi đến thư ký tòa soạn, tổng thư ký tòa soạn, rồi chủ bút, rồi đến chủ nhiệm. Và đồng cùng cái thời gian đó thì tôi lại viết sách nữa. Thì trong từ năm 1953 đến năm 1975 tôi viết được 8 cuốn cả chuyện ngắn chuyện dài. Vâng, thưa ông, còn những cái sinh hoạt như là hội đoàn thì ông có tham gia gì với báo chí không? Vâng, vì cái lúc đó thì có, khi mà tôi vào cái làm báo, lúc mà tôi còn trẻ lắm, thì tôi thấy ở làm báo có cái trước đây cái nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, đã ra đời lâu lắm, ra đời từ năm 45. Những cái phạm vi hoạt động của các anh ấy thì có vẻ như là cái tính chất này, cái hội đoàn bó vào trong cái vậy là cái tương thân tương trợ. Thì chúng tôi với một số anh em trẻ, bạn trẻ, ký giả trẻ muốn đổi mới, muốn làm để cùng nhau để làm cái phong trào hay là một cái gì đó, một cái trào lưu mới cho cái làm báo, muốn cải tiến, thì chúng tôi đã lập một cái đoàn ký giả Việt Nam. Thì tất cả cái nghiệp đoàn ký giả Việt Nam thì từ năm 1957, năm 7, năm 8 thì chúng tôi là cái nghiệp đoàn ký giả Việt Nam. Thì tôi thực sự bắt đầu lên đấy thì là đến năm 68, 69 thì tôi bắt đầu là tôi thực sự lãnh đạo nghiệp đoàn. Và sau đó năm 70 nhìn thấy những anh em ký giả tuy cái đời sống không đến nỗi nào thôi, có ăn nhưng mà một số đông không có nhà cửa, thành ra tôi mới có nảy ra cái ý định làm một cái làng báo chí để anh em trong cùng nghề nghiệp sống với nhau, và tôi đã lập cái làng báo chí năm 69-70 ở ngay ngoài xa lộ Biên Hòa, trên 300 căn nhà để cho tất cả các nhà báo, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ cùng ở trong cái làng đó. Dạ vâng, khi mà ông còn nhỏ đó có nghe ông nội hoặc là thân phụ kể chuyện gì về gốc tích của ông Hồ Chí Minh không? Ông có nghe và cái câu chuyện ông còn nhớ là nó là cái gì thế không? Tôi thì lúc mà ông nội tôi mất thì tôi nhỏ lắm, tôi không được biết, nhưng về sau này ông bố tôi có kể chuyện. Ông bố tôi có nói là cái chuyện gì ông bố tôi cái lúc sau cái năm 45, trước năm 45 cũng theo cái tiếng gọi của những cái người thanh niên cái thế hệ đó cũng hoạt động. Thì hình như là ông bố tôi ở trong cái Quốc dân Đảng hay gì thì tôi không biết, nhưng ông bố tôi sau ngày đi kháng chiến, đoạt có kháng chiến đến chiến khu thì có nói cho tôi nghe về ông Hồ Chí Minh. Thì nhiều huyền thoại về ông Hồ Chí Minh lắm, nhưng mà tôi nghĩ là sau này tôi đọc sách và kết hợp với những cái sự mà tôi được nghe thấy thì họ nói là ông Hồ, tức là ông là con một ông Đồ. Thực sự ra thì cái ông Đồ đó họ Hồ, ông đến đi làm thầy đồ để dạy cái nhà ở cái huyện Nam Đảo, ở cái làng của ông Hồ, làng Kim Liên mà. Thì ông dạy ở trong cái nhà đó thì có cô con gái, thì có thể cái mối tình này nở. Sau đó thì ông Hồ phải rời khỏi cái nhà đó và cái bà đó sinh người con. Người con đó mang tên họ Nguyễn, tức là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Thì trên giấy tờ trên thủ tục là bố ông Nguyễn Tất Thành, tức là ông Hồ Chí Minh sau này. Rồi khi ông đi ông hoạt động cách mạng thì lúc mà thành công rồi, chắc là tôi nghĩ rằng ông nhớ lại, cái tổ tiên, cái nguồn gốc của mình, thì ông lấy tên về họ Hồ. Thành ra đất nước ta chúng ta lại có thêm một cái tên này là ông Hồ Chí Minh. Có cái tên Nguyễn Mạnh Cốt thì theo tôi biết thì không phải là riêng ông Hồ mà ông ấy kiếm danh cái chuyện đó, tức là của một số các bị tiền bối cái mạng cũng viết báo bên Pháp rồi thì sau này ông Hồ nhân là của tên ông. Cái lai lịch của ông Hồ Chí Minh vậy anh nói lại, tại lúc anh nói chị đi qua nó vào trong hình à, tại chị đi qua thì cái này này thế cả. À, thấy chị luôn thế cả. À, okay. Okay. Mà chị biết chưa, chị có đi ra chưa hay chị còn ở trong? Bà má lại trong luôn rồi. Okay. Dạ, ở trong đó luôn. Thương thì với cái quê quán gần gũi bên ông Hồ Chí Minh như thế thì ông có nghe về gia đình ông nội hoặc là ba của ông nói gì về thân thế lai lịch của ông Hồ Chí Minh không? Vâng, ông lúc mà ông nội tôi thì tôi còn nhỏ lắm, khi ông nội mất thì tôi còn nhỏ lắm. Thì sau này bố tôi đi kháng chiến theo, thì mọi người cũng lên đường đi kháng chiến cứu nước đánh Pháp vào đó, thì có kể lại cho tôi nghe về lai lịch của ông Hồ. Thì rồi sau này tôi đọc sách, đọc báo và các tài liệu thì tôi phối hợp lại cả hai thứ. Thì ông Hồ thì tôi thấy ông có nhiều cái huyền thoại về cái bản thân ông lắm, nhưng theo sự nhận xét của tôi, theo suy nghĩ của tôi thì tôi biết là ông Hồ là con ông Đồ. Ông Đồ đó đến dạy học ở cái nhà họ Nguyễn, cái nhà họ Nguyễn này tức là cụ Nguyễn Sinh Sắc, tức là loại phú hào ở Nghệ An. Tới giờ thì có cô con gái ông Hồ, hai người có lẽ yêu nhau. Đến khi cô này có chữa thì ông phải rời khỏi cái nhà đó. Thế giờ thì bà sinh ra cái người con trai đó thì là sau này là ông Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, xin lỗi, ông Nguyễn Tất Thành. Thì ông Nguyễn Tất Thành lớn lên rồi đi làm cách mạng, ông lên nhiều cái tên miền Ái Quốc rồi thì, và khi về nước thì người ta mới biết rằng ông làm chủ tịch nước là Hồ Chí Minh. Thì có lẽ tôi nghĩ rằng ông muốn trở lại để ghi nhớ là cái nguồn gốc, cái tổ tiên của mình, theo tôi thì như thế. Dạ. Thưa còn cái việc mà ông Nguyễn Sinh Sắc sau đó việc quan lại của ông như thế nào, cái công việc làm quan của ông như thế nào? Tôi thì nghe, tôi đọc sách này, đọc mấy cuốn sách của mấy ông mà bạn tôi viết là toàn những cái, phải nói là những cái cuốn sách công phu của Đức Đặng. Thì tôi biết là ông bố ông Hồ làm quan huyện, ông Nguyễn Sinh Sắc làm quan huyện. Thì trong một lúc say rượu, ông đánh chết người dân. Thành ra vì thế ông bị bãi chức quan. Như có bị giam giữ gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà bị bãi chức quan huyện. Và sau này ông Hồ có làm đơn gửi cho nhà cầm quyền Pháp để xin phục hồi chức lại cho bố mình, thì không được. Thì ông Nguyễn Sinh Sắc sau này có vào trong Nam, trong miền Tây ở Nam Bộ để học. Và sau đó thì khi mà ông Hồ ông lấy chính quyền rồi thì ông có lập cái lăng. Thì tôi không hiểu cái lăng này là lăng của ông Nguyễn Sinh Sắc hay là lăng của cái ông bố thực sự của ông, thì tôi không được biết. Còn việc ông đi sang Pháp thì như thế nào? Theo tôi biết thì ông Hồ ông sang Pháp, tức là trước đó thì ông có viết thư để xin chính quyền Bảo hộ để cho ông được vào cái học trường Bảo hộ để ra làm những cái viên chức còn lại của cai trị, nhưng mà nhà nước Pháp thì từ chối. Thành ra ông phải trốn xuống một cái tàu, rồi từ đó ông sang Pháp, ông làm bồi ở dưới tàu để sang đó. Sang đó ông xin học không được, thế thì ông ấy tìm được cái con đường. Thì chúng mình biết, chúng ta đã biết là cái chủ nghĩa cộng sản, thì ông tham gia vào cái chủ nghĩa và đảng cộng sản Pháp, thì lối đừng có cái phong trào các dân tộc bị trị một lên theo. Ông ấy theo ông nhận thấy được cái lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, ông mừng lắm, nghĩ rằng đó là cái con đường cứu quốc. Nhưng theo tôi nghĩ rằng cái chuyện cái chính của ông Hồ một phần cũng là có yêu nước thì làm xuôi nổi yêu nước, nhưng cái chính là cái sự nghiệp cá nhân. Ông muốn làm một vĩ nhân hoặc là một lãnh tụ một thời gì đó, cái tham vọng lớn, tham vọng cá nhân lớn và cộng với cái lòng yêu nước của tuổi trẻ lúc đó. Nhưng chính ra thì có lẽ là ông ấy không có con đường khác đáng nghe. Nếu mà cái con đường mà đi theo Mỹ, sang bên Mỹ, mà Mỹ lúc ấy mà hình như ông tổng thống không giới ông tổng thống nào nữa, thì họ không có hưởng cái chuyện giúp đỡ Việt Nam mình, chỉ còn con đường theo là Liên Xô theo chủ nghĩa cộng sản để họ giúp được, để tạm thế giúp ông để ông hoạt động. Thưa ông, trở lại với cái cuộc đời của ông thì ông sinh năm 1930, tức là lúc đó ông lớn lên ở trong cái khung cảnh như thế nào, ông còn nhớ cái tuổi thơ của mình như thế nào không? Tôi lúc đó thì tôi ở, lúc sinh tôi ra thì ông nội còn sống, bà nhà tôi lúc đó nghèo lắm vì ông đồ nghề, cái dân địa phương họ gọi chúng tôi là con cháu của đồ nghề. Thì ở cái làng ven biển, thế thì cả cái dân, cái khu, cái dân đó họ nghèo lắm, họ thất học. Thế thì ông nội tôi mới dạy học, dạy trí non để làm cái mưu sinh cho vợ con. Thế thì chúng tôi mới được danh từ đó là bố tôi đến tôi cũng là con cháu đồ nghề sống. Vì sau khi ông nội tôi chết rồi, mất rồi, thì tôi lúc ấy còn nhỏ lắm, lúc ấy 3-4 tuổi gì đó. Thì ông bố tôi sau khi ông học xong cái bằng cái diploma, tức là cái bằng Thanh Chương, sau này chúng mình gọi là bằng Thanh Chương trung học, thì ông cụ vào trong thành phố và bước vào cái con đường ông bảo phải nghĩ đến cái chuyện này, trước hết phải vươn lên. Là cụ đã làm ngành thương mại và đã trở thành giàu khó. Rồi thì trong mấy năm nữa tôi không hiểu sao mà lại nhà tôi lại trở thành, ông bố tôi lại giàu như thế, tức là giàu nhất nhì ở cái tỉnh Móng Cái lúc đó, cái thành phố Móng Cái. Thưa ông thì năm 1945 khi mà có nạn đói đó, là lúc bây giờ là ông 15 tuổi, ông có nhớ gì về cái trận đói Ất Dậu, những cái hình ảnh gì mà ông thấy được, ông có thể kể cho biết không? Vâng, cái lúc đó là tôi được 14-15 tuổi gì đây. Thì thấy cái đói thì mình cũng chưa có ý thức rõ rệt lắm về cái chuyện cái nạn đói của đất nước cái gì, chưa cái tuổi trẻ lúc đó nó chưa tinh khôn như cái tuổi trẻ lớp thế hệ sau này. Thì buổi sáng hôm đó tôi dậy thì tôi thấy có một hai cái xác người trước cửa nhà mình, thì tôi sợ lắm, vì thấy người chết thì tôi sợ vô cùng. Thì tôi vội vàng tôi thu tàu lại, Thì tôi hỏi ông và hỏi ông cụ tôi, tiểu cụ tôi bảo đó là những người dân ở Thái Bình, tỉnh Thái Bình, họ đói, họ lên đây rồi thì chết đói. Thế sau đó thì tôi có tình cờ vô tình thôi, thấy một cái xe ba gác, xe bò, ngoài mình gọi là xe bò này. Kéo đi thì có những cái xác người nằm chồng lên nhau ở trên đó, cái chân thỏi ra đắp trên một cái miếng chiếu, cái miếng gì vải bố, cái bao bố gì tôi không nhớ, nhưng mà những cái chân, cái cẳng chân thỏ ra ngoài. Thì theo lời của ông bố tôi nói thì có nhiều người còn thai đó, họ cũng cái ty vệ sinh thành phố họ cũng hốt lên họ mang đi. Đó là tôi được biết như thế về cái năm đó. Thưa ông thì những người dân đó như thế có ai giúp đỡ gì họ không? Chính quyền lúc bây giờ là chính quyền Pháp thuộc, mà bây giờ ông Hồ Chí Minh cũng nói là đang là chiến đấu cho người dân thì không ai giúp đỡ được ai cả. Có những nhà giàu như là gia đình tôi biết là ông bố tôi có giúp đỡ, nhưng cái giúp đỡ nó nhỏ lắm, mà cái số người đói ở các nơi Thái Bình, các tỉnh khác về họ đói lắm, mất mùa thì người Nhật họ dùng để lấy những lúa họ tận thu tất cả để dân chúng đói lắm. Thành ra những nhà giàu, một số nhà giàu có mở cái đồng lòng từ tâm, có giúp đỡ, nhưng mà không có gì cả, không thấm vào với cái số người chết cả. Còn cái lúc đó thì chính quyền cách mạng Pháp thì đương lúng túng, Nhật cũng lúc đó, Nhật thì đương cũng lại ở trên thế giới thì họ đương bị bại trận nhiều nơi, mà Anh Pháp thì lúc này là thu lại. Thế còn thì cách mạng thì lúc này các ông đương rình rập để chờ cơ hội để ông ấy. Thành những cái dân đói, cái dân mình nó khổ, cái nạn này kinh khủng lắm. Có lẽ tôi nghĩ rằng từ cái lập quốc đến cái thời điểm đó là cái thời điểm mà dân tộc Việt Nam mình thê thảm nhất về cái nạn đói, mất mùa cho tất cả các thứ đều là vô cùng thê thảm, đen tối. Thưa ông có nói đến cái chuyện là ba ông bố của ông có giúp đỡ những người mà đói mà đi thất thểu về, đi xin ăn khắp nơi đó, thì có đến khu nhà ông còn nhớ cái gì về cái hình ảnh đó không? Vâng, tôi còn nhớ cái hình ảnh là lúc đó thì tôi thấy ông cụ tôi mới mua gạo phát trận. Thì những ông cảnh sát này gọi là ông Phú Lít của Pháp, chính quyền Pháp người Việt mình nhưng là Phú Lít, là ông cảnh sát. Họ có đến để họ giữ trật tự. Thì tôi thấy những đồng bào mình xếp hàng chen chúc nhau, cùng mỗi người đội trên đầu một cái thúng để đựng gạo. Thế thì họ chen lẫn nhau để vào trước để lấy cái cổng nhà tôi, cổng hẹp vào thì họ vào, họ chen chúc nhau. Thành ra ông Phú Lít ông ấy giữ trật tự, ông ấy dùng cái người Nam gọi là cái matrack, cái gì ngoài Bắc mình gọi là cái dùi cui, ông đánh để giữ trật tự lại để phát gạo. Thì tôi thấy là Pháp thì có ông cụ tôi Pháp thì làm xong còn đủ nhiều như thế để ấy được, thì mỗi người đó vài ba ký gì đấy thì tôi không rõ. Và tới lúc đó thì tôi đứng ở ngoài sân, tôi bên cạnh cái chỗ họ lấy gạo thì tôi xem, thì tôi chỉ được chứng kiến cái cảnh là ông cảnh sát thì ông ấy dùng cái matrack, cái dụng cụ ông đánh những người đó, mà họ vẫn cứ leo vào đánh xuống cái thúng đánh xuống cái thúng để lên đầu nào đội mà leo vào để họ xin gạo ở trong nhà cửa phải khép này, rồi đưa từng người đổ từng người vào cái thúng để họ mang ra. Đó là cái chuyện mà tôi được nhìn thấy. Cái lúc đó cái cảm tưởng, cái suy nghĩ của ông như thế nào ạ? Không nhớ không? Tôi chỉ thấy cái sự thê thảm, cái sự này, cái đầu óc mình lúc đó, cái tuổi trẻ, cái lúc 15 tuổi, 14, 15 tuổi chưa nhìn thấy cái lớn hơn, ở sâu xa hơn, chỉ nhìn thấy cái sự mà tại sao lại họ lại đói như thế, cũng không hiểu cái nguyên nhân làm sao đến cái đói của. Chỉ biết là những cái người đó đến đói và họ chết. Và tôi bắt đầu cái sự chết chóc nó ám ảnh tôi từ đó, từ cái tuổi trẻ, từ cái lúc đó ám ảnh mãi, sau đến bây giờ cái chết vẫn cứ ám ảnh luôn theo người. Đó là cái sự thê thảm, cái tuổi thơ mà tôi phải chứng kiến. Thưa ông thì sau đó người ta nói đến nhiều cách mạng tháng 8, và trong sách vở nhất là ở bên phía Hà Nội họ có đưa ra, họ nói là nhờ chính quyền của ông Hồ Chí Minh cướp kho thóc gạo để đãi cho dân, tức là nói tóm lại họ cũng kể công là họ giúp người dân đói. Ông có nghĩ cái điều đó nó có đúng không? Tôi nghĩ không đúng, vì rằng cái lúc đó những cái kho cướp đó là cái sự loạn lạc, cái lúc đó là không có không có trật tự, không có chính quyền, gần như là không có chính quyền, chưa có cái chính quyền thực sự để cai trị từng ra. Dân chúng họ phá những cái kho tàng tất cả thứ thì họ tự động họ phá họ đấy, cũng như sau này năm 75 chúng ta cũng chứng kiến cái chuyện là những cái kho tàng của lương thực tất cả thứ của Mỹ, của chính phủ mình, dân chúng họ tự động họ lấy. Còn cái việc mà kêu bằng cách mạng tháng 8 đó thì ông còn nhớ cái gì không? Tôi chỉ nhớ là tôi hỏi vì có mười mấy tuổi thì họ đến thì chúng tôi cũng nòm cái đến họ thấy họ hô hào rồi thì ở chỗ nhà lớn cái họ hô hào rồi thì treo cờ đỏ sao vàng thì chúng tôi nghe những cái huyền thoại về những người ở chiến khu về những người mà gian khổ lắm thì chịu sương gió rồi khổ hoại tất cả thứ để tranh đấu cho dân chủ độc lập tự do. Thế rồi tôi thấy phất cờ phất kiếp, sau đó thì cũng chưa có ý thức gì rõ và tôi lại được cái dân phố ở các anh lớn, các anh lớn tuổi tôi tổ chức thành cái tôi vào cái đoàn gọi là đoàn tôi là ở cái tuổi thiếu niên. Thế còn cái đám nhỏ hơn nữa thì là cái đoàn thiếu nhi. Thì vì tôi là thiếu niên nên tôi được đánh đi chống cà rồng, cái ngày xưa cái hồi đó là đánh chống cà rồng, tôi cái lớn tuổi thì tôi được đánh cái chống lớn, đánh cái chống thùng rồi bắn các cậu thiếu nhi thì đánh cái giống nhỏ đeo trước bụng đánh bung rồi thì đi hát những cái bài ca ngợi ông Hồ, ca ngợi cách mạng. Ông có nghĩ rằng những người Việt Nam lúc bây giờ tuổi thơ của ông thì chắc là không rõ nhưng mà như là cha mẹ hay là những người bạn bè của cái lớp tuổi cha ông có lúc đó có hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản đó là cái gì không? Không. Thực sự ra thì tôi thấy ông bố tôi như qua kinh nghiệm của ông bố thì ông nghĩ rằng cái chuyện gì cái chính là giành lấy độc lập, đánh Pháp để cướp chính quyền và làm cái nước Việt Nam độc lập tự do này. Cái chính là ai cũng thấy chưa nghĩ đến chuyện. Vì chỉ có tôi nghĩ rằng những cái ông, những nhà văn, những nhà lý thuyết gia hoặc là những nhà chính trị, những học giả thì họ mới hiểu, họ mới đọc sách báo tất cả ở thế giới thì họ mới hiểu hơn là chúng tôi. Thế là ông bố tôi cũng là một cái người như là một cái thanh niên một theo cái trào lưu yêu nước, không phải là một thứ có thể gọi là lãng mạn của tuổi trẻ, lãng mạn cách mạng của tuổi trẻ. Nhất là cái giai cấp đó lúc đó cái phong trào ở Hà Nội lên cao lắm là cái giai cấp mà cộng sản sau họ gọi là tiểu tư sản, người thanh niên trí thức tiểu tư sản theo kháng chiến nhiều lắm, theo vì cái lòng yêu nước chứ chưa biết là theo cái việc cộng sản mà họ giấu kín lắm. Họ lập cái chính phủ liên hiệp thì trong đó có cả các đảng phái như là cốt trên đảng của cụ Nguyễn Hải Thần thì được làm phó chủ tịch nước, còn họ đặc biệt họ cũng tổ chức bầu cử nhưng mà riêng với quốc dân đảng thì họ dành cho quốc dân đảng 50 ghế dân biểu không phải bầu. Thì tôi biết là trong đó có mấy ông bạn nhà văn già của chúng tôi, riêng là anh Nguyễn Mạnh Cốt, nhà văn Nguyễn Mạnh Cốt là dân biểu, rồi anh nhà báo ký giả tờ Quyết Tiến anh Đỗ Trọng Thìn có ở làng báo chí của mình đó thì anh cũng là dân biểu của cái thầy đó, tức là được Việt Nam có dân đảng được cờ chứ không được bầu, không cần bầu. Còn cộng sản họ bầu thì mình biết là cái chuyện bầu quá thế nào rồi. Thì đó thì chính phủ Việt Nam Dân Chủ ra đời thì có ông cụ Nguyễn Hải Thần là phó chủ tịch nước và ông Nguyễn Tất Thành tức là nhà văn Nhất Linh thì làm bộ trưởng bộ ngoại giao và tổng biên tập kinh nghiệm. Ai bầu cho ông Hồ chủ tịch là coi như là chủ tịch nước, coi như là khi mà những cái công hàm ông ấy gửi ra, Trung Minh ông gửi ra những công hàm đó đều ký là tổng thống của nước dân chủ Việt Nam, thì ai bầu cho ông Hồ Chí Minh lúc đó hả? Lúc đầu là chính phủ lâm thời, thì chính phủ lâm thời thế nên tức là họ tự họ đặt, là họ cấp chính quyền họ đặt ra. Thế còn thì tôi chưa cái nghe từ cái lúc mà bằng cái năm kháng chiến từ năm 45 đến năm 1953 tôi về thành thì chưa bao giờ có cái danh từ tổng thống với ông Hồ, toàn là chủ tịch nước, chủ tịch Hồ Chí Minh. Dạ, có ai bầu cho ông không? Tức là những cái cuộc bầu cử toàn dân, còn trong đảng của họ thì như nào thì ông nếu ông biết được ông cho biết. Nhưng mà ông Hồ có bao giờ được một cái cuộc tổng tuyển cử và người ta bầu ông lên làm chủ tịch nước hay là tổng thống nước như ông luôn luôn tự xưng không hay là? Tôi thì tôi không được rõ nhưng mà có cái bầu cử quốc hội bầu cử quốc hội thì có lẽ thôi, chứ tôi lúc đấy thì tôi còn nhỏ, tôi không nắm được những là cái quốc hội đã bầu ông Hồ hay là cái chính phủ nó tự lập, nhưng có lẽ là chính phủ tự lập vì họ cấp chính quyền xong cái thì đây là chính phủ lâm thời mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Không, tôi nghĩ rằng dân chúng lúc ấy chưa có ý thức em mới ở dân nô lệ ở Pháp mới sang, mà nhất là ở thành thị còn khá một chút, là thôn quê họ đâu có cái gì, thành ra họ thấy nghe cán bộ về tuyên truyền thì họ cũng là nước làm cũng ủng hộ, nghĩa là rồi chính quyền địa phương tự động họ làm những cái vị chủ tịch xã rồi tất cả các thứ gì đấy, thì gọi là chủ tịch, tất cả từ nước từ xuống, từ ông Hồ rồi xuống đều là chủ tịch hết, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Rồi sau đến khi ngày toàn quốc kháng chiến thì họ đã thành chủ tịch ủy ban kháng chiến toàn quốc, ủy ban nhân dân kháng chiến toàn quốc, ông Hồ cũng thế là chủ tịch tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chủ trì cái gì đấy kháng chiến toàn quốc, chứ không có vì cái lý do là cái cuộc chiến tranh xảy đến thì họ, tôi nghĩ là không có cái đại thể là bầu tổng tuyển cử, có bầu quốc hội thì họ. Thưa ông thì năm 1954 đó là cái cuộc di cư vĩ đại của gần 1 triệu người từ miền Bắc vào miền Nam đó, thì gia đình ông và bản thân ông là đã xảy ra như thế nào, ra đi như thế nào, ông còn nhớ không? Tôi thì thế này, cái trường hợp của gia đình tôi hơi đặc biệt, tức là ông bố tôi lúc đầu đi kháng chiến từ năm 45 đến lúc toàn có kháng chiến năm 46 thì gia đình tôi rời Hà Nội, rồi cứ theo cái đà của trên trận cứ lui dần mãi đến từ lên Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi Bắc Giang rồi đến Thái Nguyên, rồi lên cả tôi, thì lúc ấy tôi đi học thì ông bố tôi có hoạt động cũng theo như mọi người thôi, tức là cũng hoạt động kháng chiến, tức là làm cán bộ thì ở trong cái ông cụ được vào trong cái ủy ban kháng chiến hành chính, ủy ban kháng chiến Liên Cuba. Lúc đó là tôi còn nhớ là ông thiếu tướng Chu Văn Tấn làm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính. Và thưa ông thì hiệp định Geneva chia đôi đất nước Việt Nam ở vị tuyến thứ 17 và có một cái cuộc di cư vĩ đại của người miền Việt Nam miền Bắc để mà đi vào miền Nam. Thưa ông có tham dự vì gì vào cái cuộc coi như là đi một cái hành trình tìm tự do đầu tiên của người Việt mà đông đảo như thế vào năm 54 không, và vì sao họ ra đi, ông có còn nhớ không? Lúc đó là năm 53, vì một cái tôi vào cái lứa tuổi động viên, nhà tôi có vào trường bỏ đi Đà Lạt học khóa 10, nhưng rồi sau đó độ một tháng hay là tháng rưỡi thì tôi không nhớ, tôi vì cái lý do sức khỏe bị phổi yếu thì nhà tôi được ra ngoài, tôi trở về Sài Gòn. Lúc là mới bắt đầu chớm vào cái phong trào di cư, thế hàng ngày thì tôi cứ ra cái bờ sông thì tôi đợi những cái thân nhân đón, thì đông lắm, ảo ạt, đông kinh khủng. Rồi thì ngày cứ thứ bảy chủ nhật nào thì tôi vào trong Nam thì tôi đi nhờ cha làm chú cứu thế, giới thiệu tôi lên dạy học ở trên Bình Dương. Thế nhưng mà ngày thứ bảy chủ nhật thì tôi về Sài Gòn, về bến cảng Sài Gòn để xem có thân nhân của mình ở di cư không, thì những cái tàu vào ngày xưa gọi là cái tàu hám mõm chở hàng nghìn người cũng lượt vào, thì họ là tất cả đều là họ sợ cộng sản. Từ sau cái vụ mà tổ chức những cái cuộc đấu tố tất cả những vấn đề kỳ thị tôn giáo, tất cả tức là những người dân họ cảm thấy cái sự đe dọa đến cái sinh mạng, cái đời sống họ, rồi họ ồn kéo đi. Thì theo tôi biết và cái con số chính thức là khoảng 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam, và còn nhiều nữa, rất nhiều người bị kẹt lại sau này. Khi sau 7 năm thì tôi có gặp lại những người bạn cũ. Cái thời gian từ Hà Nội xuống Hải Phòng để tiếp thu để giao Hà Nội cho cộng sản, thì họ xuống đây rồi cũng là bị kẹt lại rất nhiều người, chứ không phải ít. Cái số may mắn thì khoảng độ gần triệu người đồng bào mình đủ, nên là từ ở các tỉnh miền Bắc, đa số các miền Bắc và nhất là cái giới ở Hà Nội đi gần hết, gọi là cái giới mà tư sản, tiểu tư sản, điện thì bỏ xuống có 100 ngày để từ Hà Nội giao cho Cộng sản Hà Nội, xong xuống Hải Phòng. Họ xuống Hải Phòng phải tìm đủ mọi cách để vượt qua những cái trạm kiểm soát của Cộng sản. Rồi mới xuống Hải Phòng, mới đi tàu xuống. Tôi thấy cái cổ ví này, cái cổng di cư vĩ đại có lẽ là rất trong nước của mình cái thời điểm đó. Rồi sau này mới lên cái cột mà vượt biên. Có lẽ rất mình có hai cái cột di cư di tản khổng lồ là hai cái mốc trong lịch sử. Thưa ông thì xin hỏi thăm ông là báo chí ở ngoại quốc họ nói rằng những người di cư đó phần lớn là người Công giáo, và ông có đúng không? Và thứ hai nữa là ông là người Công giáo hay Phật giáo ạ? Tôi thì là tôi không phải người Công giáo. Gia đình tôi thì nếu mà nói theo Phật giáo thì cũng có phần đúng, vì mẹ tôi với bà tôi thì có đi chùa. Nhưng ông bố tôi thì theo ông cụ tôi, ông nội tôi cũng theo đạo và đại thờ cũng ông bà. Thì không phải là tất cả. Tôi thấy ngay sau khi đó vào trong ngáp trại tị nạn thì cũng có một số đông không phải là người Công giáo, không riêng người Công giáo, tất cả những người ở các nơi khác thì nhiều lắm, rất nhiều. Và sau này định cư hẳn ở Sài Gòn thì tôi thấy Công giáo, Phật giáo đủ cả, chứ không phải riêng gì chỉ người Công giáo. Thưa ông, cũng báo chí ở ngoại quốc, đặc biệt báo chí Mỹ thì họ nói rằng những người mà đi di cư vào Nam đó, mà mình gọi là đi hành trình tự do, nhưng mà họ lại nói ngược lại đó là ông Lansdale là lúc bây giờ là cố vấn của Tổng thống Tiệu, ép buộc những người này đi vào miền Nam. Cái điều đó ông nghĩ có cơ sở gì không? Câu đó thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn sai. Và chúng tôi nghĩ các thân nhân tôi, tất cả họ hàng và những người quen biết họ tự nguyện vào là phải trốn tránh để mà đi tìm mọi cách. Cũng như là sau này cái cuộc vượt tuyến của cái cuộc di tản của chúng mình năm 75 vào cửa chết, cũng coi như là họ vượt qua những cái khó khăn từ Hà Nội chạy xuống Hải Phòng qua những cái trạm kiểm soát của Cộng sản Hải Dương, thì ra tự nguyện và đi, chứ không có ai cái chuyện ép buộc cả, mà tranh giành nhau để mà đi để tìm con đường sống. Họ biết là ở lại thì sẽ từ cả cái tương lai bi thảm và tăm tối. Thì họ đi chứ không hề có ai ép buộc để đi cả. Thưa ông thì ông nãy ông nhắc đến cái chuyện là sở dĩ mà họ ra đi là bởi vì cái vụ mà cải cách ruộng đất Đấu Tố đó, thì ông và gia đình của ông hoặc là bạn bè của ông có ai trực tiếp bị ảnh hưởng về cái chính sách gọi là land reform hay là coi như là cải cách ruộng đất đó? Có ai trong gia đình mà ông biết được là bị ảnh hưởng như thế nào không? Vâng, thì tôi có bà bác, tức là cái bên họ ngoại, cái bà bác đó là anh họ của mẹ tôi. Thì lúc kháng chiến thì ông làm cái nghề về sản xuất, về chén bát ăn, các đồ dùng hàng ngày. Thì cái ông là ở Bắc Giang là cái cơ sở độc nhất để sản xuất những bát chén, thì ông giàu lắm. Thì ông cung cấp cho toàn quốc, nghe toàn cả cái miền Bắc. Thế sau khi mà năm 1954 vào thì họ tổ chức, họ cho cái công nhân ở đấy tố khổ, tòa án nhân dân tố khổ, tịch thu hết tài sản ông bà, thì con cái chạy mỗi người một nơi, tan tác hết cả. Và ông bà phải đi trở thành một cái người đi chở những cái thuyền nhỏ để buôn bán lẻ trên sông, còn các con cái mỗi người trốn đi ở một nơi khác, và rất đói khổ. Cái sự đói khổ của họ kéo dài tận bây giờ, đó là cái trực tiếp với gia đình của tôi. Có ai bị giết không? Tôi thấy không bị giết, nhưng mà khổ ghê lắm, khổ tận cùng. Tức là hai ông bà già mà ngày xưa giàu có như thế, ở ngày mà là ủng hộ kháng chiến hết mình, mang cả tài sản tất cả các thứ, ủng hộ cho bộ đội bộ biết tất cả về để mà, thì sau hai ông bà phải đi buôn chuyến, đi buôn thuyền, khổ ghê lắm. Chính những cái họ xâm động công nhân của cái cơ sở sản xuất bát chén, họ tố khổ, họ đưa họ tịch thu hết cả tài sản, mỗi người chạy tán một nơi. Thì hiện tại bây giờ tôi vẫn còn liên lạc với họ ở Hà Nội, vẫn đói khổ ghê lắm, không óc lên được. Thưa ông, khi nói tố khổ là họ làm cái gì cơ? Họ lập tòa án, một thứ tòa án nhân dân, họ đưa những cái nhờ ông bà bác của tôi đứng ở trước đấy rồi thì tất cả công nhân họ tập hợp lại, họ kể tội ác, những cái tội ác mà họ không hề có, những người không hề có, chỉ có cái sự là nhân đạo và giúp đỡ công nhân họ không bóc lột, thì họ cho là bóc lột công nhân rồi thì có tư tưởng thân địch, rồi có liên lạc với những làm gián điệp của Pháp hay gì đấy, họ kết cho những cái tội đó, và chính những cái công nhân đó mà những người là chịu ơn nhất của Pháp thôi, họ đứng ra họ hành động, thì những cái người đấu tố đó, những người công nhân mà đấu tố về sau này lúc mà về Hà Nội họ khóc hối hận chuyện kia lắm. Họ nói là họ là bị xúi dục mà không làm theo họ thì không được, rất là nguy hiểm đến cái sinh mạng, cái đời sống của họ, thì họ phải làm thôi chứ không phải làm, họ vẫn chịu ơn và biết là cái đó là cái tội lỗi của họ đối với người chủ cũ của mình. Thưa ông, làm bát làm sứ thì đâu có phải ruộng đất gì đâu mà như thế nào mà... Thì tôi không hiểu làm sao mà cái cơ sở sản xuất bát đĩa thì là một số công nhân được khoảng độ 100 người. Thế giờ họ cũng tổ chức những chuyện tố khổ. Và sau đó thì gia đình tôi có ở một thời kỳ ở Bố Hà, ở Bắc Giang. Thì ở đây có một cái gia đình, cái ông gọi là ông Chính Triệu. Ngày xưa ông làm chính tổng. Thế Cộng sản vào thì ông không làm gì nữa, thì ông có được hơn 100 hectare cam Bố Hạ, cam nổi tiếng ở miền Bắc mình. Thì họ cũng lập toán nhân dân, họ tố khổ. Rồi thì họ để ông tự tử. Họ nói là ông tự tử nhưng thực sự thì họ thắt khổ chết. Đó là cụ Bá Triệu, cụ Tránh Triệu. Là ông là chỉ có cái vườn cam thôi, hơn 100 hectare cam, vì ông giàu có. Thế sau họ tuyên bố là ông sợ hãi quá, ông tự tử chết, thắt cổ chết, nhưng thực sự thì là họ thắt cổ. Thưa ông, cái chuyện gì xảy ra cho tài sản của người làm chén bát hay là vườn cam của ông? Sau đó nó biến những cái chỗ đó biến thành của nhà nước, của hợp tác xã. Rồi những cái người làm đó trở thành những công nhân của mẫu chủ mới, tức là ông nhà nước. Cái cơ sở bát chén của ông bác tôi thì vẫn còn, vẫn dùng, và ngày nay nó cũng vẫn phát triển, nhưng đó là cái xí nghiệp quốc doanh. Và những công nhân thì tất nhiên là sau này những cái họ đẩy những cái người cũ đi hết cho những cái người mới, bà con anh em hòa hoặc là gia đình cách mạng vào để làm việc ở đó. Thưa ông thì ông có chứng kiến cái cảnh đấu tố nào bằng chính thức ông nhìn thấy không? Hay là năm đó là họ bắt đầu cái chính sách đến năm 1953 phải không ạ? Ông lúc đó đang ở đâu ạ? Đó. Tôi cái chuyện này hơi chút riêng tư một chút, vì hôm nay câu hỏi đến thì tôi nhắc lại. Hồi đó tôi đứng học ở trường trung học Hồ Chí Minh. Thì gia đình tôi đã về thành. Thế thì tôi là họ cho tôi vào cái thành phần gọi là tiểu tư sản. Ngay cái hiệu đoàn của trường, cái hiệu đoàn của thanh niên của trường nó đưa tôi ra. Nó cũng cái phát động sau khi cái vụ Cát Hành Nóng thì nó phát động cái phong trào để mà đánh những cái thành phần mà tiểu tư sản. Thì tôi chính là người nạn nhân đầu tiên của cái trường Hồ Chí Minh. Họ họp cả cái trường một lớp rồi họ đưa lên, rồi họ đưa cả cái cô bạn gái của tôi lên để xỉ vả tôi, nó là xưng hô những cái tiếng tục tiễu: mày tao, rồi thì mày gia đình mày theo đế quốc, theo phản động, mày tư tưởng sang đây mình chưa rắc ngộ thành phần nào kia. Và từ đó tôi bị chùi hiểu ghê kinh khủng từ cái ngày ở trường trung học Ngô Sĩ Liên. Khi mà bị đứng lên để cho người ta xỉ vả như thế thì cái lúc đó ông cảm thấy như thế nào? Tôi hoàn toàn tôi liệt tất cả cái đầu óc mình, nó như là tê liệt tất cả. Họ cứ thế họ thay phiên nhau, họ lên họ chĩa xói như là mình thấy như trong phim ảnh. Từ cái đám, nhất là cái cô bạn gái của tôi, mà cô là con một cái nhà kỹ sĩ nổi tiếng ở Hà Nội, cũng đi kháng chiến. Bây giờ cô là bác sĩ ở Hà Nội, cô cũng đứng lên cũng mày tao tất cả cái thứ rồi thì tôi tất cả nó như là liệt tất cả, mà tôi sợ hãi, như là làm thì cứ đứng cúi đầu mà để họ muốn làm như là cái phim chống tôi muốn chống. Tôi thấy tôi có một phần tôi ở trong cái cuốn phim đó. Sau đó thì họ tha ông hay là họ đối xử với ông khác biệt? Rồi ông có học xong cái trường đó không? Không, sau đó thì tôi sợ họ, thì tôi phải lên, tôi đổi sang trường khác, tức là tôi đi lên cái trường ở trên Thái Nguyên, tức là trường Hàn Thuyên. tôi đã sang bên Hàn Thủy Tàu, thì có thể một phần nào tôi giấu được cái riêng lý lịch của tôi bên đó. Sau đó tôi, vì họ tất cả họ vào cái cán bộ họ về trường, họ sân động anh em học sinh sinh viên để đi tổng quân, đi lính, thì tôi chỉ đọc nhất duy nhất của tôi là một lời đầu tiên giơ tay, nhưng mà đến khi mà ghi danh sách ghi tên tuổi thì tôi từ chối không đi. Hoặc là tôi bị từ ngay ngày đó thì gia đình để ông cụ để về tề này kinh tế, thành ra tôi là cái thành phần xấu không được tốt, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái học vấn. Và sau này nó là những cái mầm, những cái bóng tối, cái mà vết đen cứ lan dần ở trong tôi, lớn dần trong là từ đó đến cái ngày tôi về thành. Từ cái ý thức về cái sự mà chống cộng nó nảy mầm từ đó, từ cái lúc cái tuổi thơ, lúc mà còn ở trung học lên đến đại học, xong đại học thì tôi phải về. Tôi không hề nào mà sống cái chế độ mà mình biết mình là cái đối tượng đang tranh đấu họ, ngoài cái kẻ thù chính của đất nước là Pháp, thì mình lại là cái đối tượng mà để họ cần phải thanh toán. Ông nghĩ rằng ông có xứng đáng để cho họ thanh toán không? Bởi vì theo như cái lai lịch của gia đình ông thì cũng gọi là có tiền bạc do cái sự làm việc thôi chứ hay như thế nào? Ông nghĩ sao về cái chuyện đó? Còn gia đình tôi thì họ sau khi ông cụ tôi bỏ kháng chiến về thì họ chúng tôi ngoài gọi là cái thành phần tiêu thụ sản mà chúng tôi vẫn gọi tắt là cái giai cấp tạch xè, thì tôi tất nhiên là không được mời ưu đãi gì cả. Tất cả lúc mà bất cứ cuộc hội họp nào họ đều đưa tôi ra để làm cái trò để mà họ đấu tranh, làm cái điển hình để đấu tranh. Thế thì từ cái đó thì cái sự mà âm mưu tôi đâu dám bất bình, mà tôi đâu dám hiện ra mặt, âm thầm chịu đựng tất cả các thứ để mà cũng gọi là thì giả ngây giả điếc qua, tức là họ nói mình phải thành khẩn. Rồi họ bắt tôi đi học cái lớp cải tạo đâu mà tôi nhớ nửa tháng hay một tuần lễ, nửa tháng gì đó, thì họ cũng bắt tôi là viết tự kiểm, nhận những tội lỗi của gia đình, rồi nhận những cái tội lỗi mà của tôi cái lúc tuổi trẻ tôi không hề có. Và đồng thời tôi lại thấy một anh bạn tôi cũng là dân Hà Nội mà ông thành khẩn, rồi ông viết bậy viết bạ, ông đề là ông đã ổ hóa mấy em gái rồi, tôi có mấy ông bên ngoài cái bản tự khai như thế. Thành ra ông ấy được tuyên dương là anh hùng cải tạo, ông được gửi tất cả toàn trường học tập với cái gương của ông, tức là cái giai cấp của tiểu tư sản là thối nát như thế. Mà điển hình cái anh này tôi nhớ ông ấy tên là Thành này, ông trong đấy ông bảo là ông đã ngủ với em gái ông ấy, em ruột của ông ấy, thành nó đưa cả cái trường để học tập. Đó là cái điển hình mà tôi nhớ cái chuyện đó. Nó bắt tôi đi rượu, tôi có nhớ một hôm là nó thế này, thì tôi kinh tởm ghê. Ăn cơm tập thể thì ở cái lúc mà học tập cải tạo thì ăn cơm tập thể thì một cái chảo rau muống to này thì có 23 miếng thịt mỡ thôi, thì mọi người thì chỉ nhòm một cái miếng thịt mỡ đói. Thì có một ông bạn, ông bây giờ cái trò bẩn thỉu là ông muốn chiếm những cái miếng thịt mỡ đó, ông muốn nhổ bọt cái nước canh đó. Thế nên tất cả chúng tôi là phải ngưng lại. Thế là ông thẳng trên ông lấy mấy cái miếng thịt mỡ, ông ăn cái hình ảnh đó tôi nhớ mãi đấy. Bây giờ mình không quên cái chuyện đó. Rồi sau này về thành thì tôi mới biết rằng những bạn tôi như là anh nhạc sĩ Lê Hồng Long cùng lớp với tôi, cùng học với tôi. Rồi sau này anh đi tham gia vào cái hội văn nghệ của kháng chiến, anh cũng về thành. Rồi một lớp những cái ông mà con gọi là nghề giai cấp tập thị xẻ tiểu tư sản cũng tôi thấy về thành thì tôi gặp lại nhau hết. Thì ông nào cũng cái tâm trạng của chúng tôi là vỡ mộng và khổ quá đi. Tôi có thể tưởng tượng là họ bắt tôi những cái tuổi thanh niên như thế, con nhà và là chưa bao giờ chịu đựng cái sự khổ sở, tôi phải đi làm cái trò đóng cái vai dân công, đi tải đất rồi tải gạo, vượt qua những rừng núi mà có những cái mình nhất của phi cơ Pháp nó thải xuống, người ta phải làm những cái công việc đó. Những cái tháng hè mà đã đi gọi là đi học tập và lao động để hòa mình sống với nhân dân đó, những cái khổ hại vô cùng thì làm sao mà chịu nổi được. Vì sức chúng tôi về, tôi tưởng là trường hợp của tôi là cá biệt, nhưng hóa ra về sau về thành thì tôi gặp nhiều bạn của tôi cũng cái gọi là cái thành phần tạch xè đều về hết cả. Không có tội gì ngoài vấn đề là đã từng đi theo kháng chiến rồi trở về đời sống bình thường mà con cái phải chịu trả thù như vậy hay như thế nào thưa ông? Vâng, thì Cộng sản họ nói là họ truy quét đến 3 đời cơ mà, 3 đời trước và 3 đời sau. Thế thì 3 đời trước của tôi thì họ quên rằng ông nội tôi cũng là người làm cách mạng, cũng theo cụ Phan Bội Châu đi Đông Kinh, Đông Du, rồi bị Pháp bắt, nó đẩy ra gọi là trung thân biệt xứ ở Móng Cái. Rồi ông bố tôi cũng tham gia cuộc kháng chiến, nhưng họ quên lời đi rằng cái lúc vì cái tội lớn nhất là cái tội gia đình tôi là ông cụ giàu có tiền, thì lúc cái tờ trên kháng chiến thì nó chưa thanh toán, những cái họ mạnh một cái họ vẫn một chút họ đấu tố bà các thanh long ở trên Tuyên Quang, thì bắt đầu nó đánh những cái thành phần giai cấp, đánh lúc đầu thì họ đánh cái anh công dân đảng là đối tượng, rồi đánh thành phần tiểu tư sản để hòa đồng mua sản mà chúng tôi thì như mình thì làm sao mà mình lại đi làm ruộng, đi làm những cái trò nặng, đi dân công những cái làm sao mà chịu nổi, thì phải về thành. Thưa ông, nãy giờ ông nhắc đến cái tên Cát Thanh Long tới 3 lần rồi, thưa ông có thể cho biết cái câu chuyện Cát Thanh Long là cái gì không? Vâng, bà là một nhà đại điền chủ ở vùng Việt Bắc, con bà là trung đoàn trưởng của bộ đội, một anh hùng đánh Pháp. Thế thì cả cái bộ chính trị, cả cái hội đồng chính phủ, cả nội các, các sự quân đoàn, các sư đoàn hay là trung đoàn đi qua đều bà để cho ăn uống. Bây giờ khó quá mà bà nuôi dưỡng rồi thì nuôi cả cái bộ chính trị, là các ông lớn, các ông Trường Chinh, Trường Chiết tất cả thứ đều có sự chịu ơn của bà ấy. Thế nên khi mà họ phát động cái phong trào gọi là cải cách điền địa, tức là lập phong trào đời tố khổ, thì họ đưa ra đầu tiên là đưa bà Cát Thanh Long ra, thì họ bắt cái trong, nếu mà cô Triều Giang có xem cái phim Chúng Tôi Muốn Sống thì có thể hiện như thế, tức là mang cái ông con là trung đoàn trưởng về để chứng kiến cái chuyện tố khổ nào ấy, và rồi họ mang lập tòa án nhân dân để cho các nông bằng những cái giai cấp bẩn của nông, do họ xúi dục chứ không có gì hết, không phải là họ tự nguyện mà họ bắt buộc phải làm như thế. Cái đội cải cách nó bắt buộc họ phải làm như thế để tố bà, và cuối cùng họ xử tử bà. Cái xử tử cái vụ xử tử bà Cát Thanh Long thì vang dội cả nước. Từ đó thì họ bắt đầu đánh các địa chủ ở các nơi khác. Đấy, cái chính sách nó theo cái chính sách của Trung Cộng, thì tất cả những địa chủ từ có khi là 3 mẫu ruộng trở lên cũng là địa chủ rồi, cho thuê cho người ta làm ruộng để lấy cái tô thì mới lấy, rồi đánh nó sang đến cái giai cấp tiểu tư sản, tức là tiểu tư sản thành thị đấy. Chỉ còn ở kháng chiến là Việt Bắc đi toàn dân quê cả, nông dân cả, toàn nghĩa là thành phần vô sản mà họ ít học, thì họ dễ quyến rũ và dễ sách động lắm. Mà nếu mà không sách động thì họ cũng không để họ không được để yên, thành là phải làm thôi. Nó vì những nguyên do như thế, thành Nhật chúng tôi hoang mang cái đám mà thanh niên lúc mà ở thành kháng chiến. Em sợ từ cái vụ bà Cát Thanh Long đó là chúng tôi ngại rồi, nhất là tôi thì họ đưa tôi ra, họ làm cái trò cũng lại cái trò đấu tố ngay ở trường học, cái trường Hồ Sĩ Liên. Mà rồi thì cái đau đớn nhất cho tôi là cái cô bạn gái bây giờ đừng là bác sĩ ở Hà Nội. Thì tôi có ra, lúc mà tôi đi tù về thì tôi có ra Hà Nội, cô có nhắn để tôi đi gặp, nhưng mà tôi không đến vì lúc ấy mình là một anh tù đi về, cái thân cái anh tù mà cái công dân hạng bét mà để bây giờ lại gặp một cái cô bác sĩ, tức là một cái giai cấp những kẻ thắng cuộc, mình là những kẻ bại trận đã kẻ thua cuộc rồi, thân tàn ma dại rồi lại về mà để gặp họ làm gì. Thành ra nó là như là một cái gương để mà nhìn thấy mình ở cái chỗ đó, cái sự thê thảm của mình và cái sự thăng tiến của họ, tôi không làm. Ông có nhớ là cái lời của ông bà mời như thế nào không? Đó là ông viết hay nhắn hay sao? Thế này, tôi khi mà tôi đi vào trong Nam thì tôi có cô em ruột của tôi ở lại Hà Nội, thì chồng cô em tôi là cậu ấy dạy giáo sư đại học ở trường đại học, tức là cũng có vai vế, là cũng dân Nghệ An, cậu lại cũng là con điền chủ. Thế rồi thì cậu ấy đi lúc mà nó tố khổ cái thì bỏ cái gia đình đi đổi tên đổi tuổi, rồi đi vào bộ đội. Hẳn vì người tôi có chức đại đội trưởng gì tôi không nhớ. Giờ thì vì cậu có cái bằng tú tài Pháp, thì nhà nó nên lúc đương cần đào tạo thì học, mới mời cậu làm giảng sư. Chứ không vì ở bên kia chế độ Cộng sản là giáo sư phải được nhà nước phong. Nhưng mà ở trong mình thì những người dạy đẹp là giáo sư cả. Còn nó phải gọi là cán bộ giảng dạy hoặc là giảng sư gì đó. Thế khi mà tôi đi tù về, tôi ra ngoài Hà Nội chơi, thì cái cô bác sĩ đó, tôi không xin phép được, không nói tên. Thì cô nhắn cô em gái tôi, cô bảo mời anh đến chơi, đến gặp cô ấy. Vì chồng cô lúc này phải là cũng bác sĩ mà đi ra nước ngoài để làm việc, đi sang bên châu Phi để làm kiếm tiền thêm. Thì cô ấy nhớ đến tôi thì cô mời đến chơi, thì tôi không đến, tôi từ chối. Cô mời đến 3 lần, tôi từ chối, không đến. Vì mình đến làm gì, cái chuyện đó mình không có nhìn lại những ngày tháng cũ, những cái sự đau thương, cái sự buồn bã. Và nhất là cái chuyện mình trở về bây giờ làm cái công dân thằng bé, và đến mà gặp với công dân hoặc là nó là những cái cán bộ ưu tú của nhà nước. Thì bác sĩ là phải thế nào nó cho lên đi học ra ngành để ấy. Cả hai vợ chồng anh em tôi không muốn nhìn lại cái gương của mình ngày trước mà hiện tại này. Thưa ông, bà Cát Thanh Long cuối cùng chuyện gì xảy ra cho bà? Họ mang súng bắn. Rồi tài sản tất nhiên là cái đồn tiền của bà giờ giàu lắm, bà giàu nhất ở cái vùng kháng chiến hồi đó. Mà bà nuôi có khi cả một cái trung đoàn, tiểu đoàn đi qua, nắm quân của bộ đội đi qua, đều bà cung cấp đồ ăn, đồ uống, tất cả thứ. Rồi bộ chính trị, rồi cả cái hội đồng nội các đều tiền của bà cả. Thế rồi chính họ mang ra. Tôi nghe nói thôi, hay là cái chuyện là nó dựng đứng đến cái chuyện để mà tạo cho cái huyền thoại ông Hồ là mình đến Đức. Thì họ bảo là bên Trung Quốc thì nó bắt là phải mang sự điển hình một cái địa chủ. Thế thì họ bèn đi tìm người thì chỉ có cái bà là cái gớm nhất, giàu có nhất, mà tên tuổi nữa. Thì họ nói thôi, tôi nghĩ rằng có khi nó đóng kịch là ông Hồ không bằng lòng chuyện để mang bà. Nhưng mà cái bộ chính trị nó quyết định, và bên Trung Quốc quyết định phải mang bà nha. Và tôi tin rằng ông Hồ cũng lại, vì ông Hồ không phải là cái con người nhân đức. Cái con người là con người, hay là khi cần cái để đạt mục đích thì ông bất chấp cả những cái phương tiện. Nó là theo ý của ông. Theo cái ý nghĩ của ông với những gì ông nói thì theo ông thì ông Hồ là một con người không phải là con người đạo đức, là những người chỉ về vấn đề chính trị và có thể làm bất kỳ điều gì. Nhưng mà thì tại sao mà những người, một số những người trong nước hay là một số đông người nhưng vẫn còn ca tụng Hồ Chí Minh, mà bên ngoại quốc này người ta cũng ca tụng, và mới đây họ sắp sửa là coi như bên Anh là sẽ công nhận ông là một vĩ nhân của thế giới. Ông nghĩ gì về cái việc của cái ông Hồ Chí Minh? Tôi nghĩ rằng cái lúc đầu đó, cái động cơ thúc đẩy để ông ấy để tiến trên con đường sự nghiệp cách mạng không phải vì dân vì nước, mà vì cá nhân của ông. Trước hết là ông xin vào trường Bảo Hòa để rồi làm quan, để cai trị. Hai là ông xin mấy ông toàn quyền Pháp ở Đông Dương là để cho bố ông được làm quan trở lại. Thì tôi nghĩ là không phải là cái chuyện là của một cái người mà mang cái chí hướng cách mạng. Sau đó vì cái tình cờ đưa đẩy của lịch sử, ông trở thành đảng viên cộng sản. Chứ một cái con người như thế phải nói là vô cùng quỷ quyệt, tàn nhẫn, không hề có những cái ân nhân của ông, chính ông mang ra. Ông xử lý về sau này cái vụ, mấy cái vụ mà của bố ông Vũ Thư Yên chẳng hạn, là bí thư của ông bị mất, ông lờ đi, rồi đến vợ ông là cái cô gì đó, Đông Thị gì đấy, cũng mang đi rồi mang sự cho là xe hơi cán chết. Con người nghe không có một chút tình cảm. Rồi thì bà chị ruột của ông ấy, bà Thanh, ở quê ra khi ông làm chủ tịch nước ra ông không cho gặp, ông bắt ở nhà ông Đặng Thái Mai không cho gặp, rồi bà phải đi về. Thì con người không phải là cái người có tình cảm gì cả. Con người nghĩa là tất cả những thủ đoạn, tất cả những cái mưu lược, những cái gì mà tệ hại nhất mà làm để đạt cái mục đích thì ông vẫn cứ làm. Tôi nghĩ ông ấy cũng có một cái phần công, nhưng mà công ít tội nhiều đối với dân tộc. Tại sao cái lúc đó những cái nước ở bên Âu Châu, bên Châu Phi họ cũng giành được độc lập như Ấn Độ chẳng hạn. Họ cái chuyện là họ đâu có cần phải xương máu đổ cho tất cả bao nhiêu cả triệu người, đâu cần phải thế, mà phải ông phát động cái chuyện như thế. Có thể dùng cái chuyện từ từ để mà tiến lên. Từ cái lúc mà ông ấy giành độc lập rồi thì tuyên bố nước nhà nước Cộng hòa, thì có thể dần dần mình ở trong Liên hiệp Pháp, ông ấy chính là cái lúc mà ký hiệp định ở cái hiệp định sơ bộ ngoài khơi cái đồng ấy, ông gì đó, ông mua lại cách hay ông gì tôi quên mất rồi. Thì chuyện đó lắng từ từ cho mình tiến dần lên. Tại sao lại cứ phải dùng đến sắt máu rồi phát động kháng chiến toàn quốc rồi thì đấu tranh giai cấp? Thì vì họ muốn là họ cho rằng cái họ săn bằng cái xã hội không tưởng, cái xã hội không lo thì có thể thực hiện ở trên diện đất này với cái loài người này, cái xã hội là cái ảo tưởng để mà thành lập những những kẻ buôn gọi là buôn ảo tưởng. Tôi nghĩ thế. Thì họ dùng bất cứ như là gọi là cái gì cứu gánh biển mình cho phương tiện. Cái thắc mắc của tôi là những cái điều mà ông kể đó là những cái việc làm của một con người rất là vô lương tâm, chỉ cần đến sự nghiệp của mình mà có thể đi qua tất cả bạn bè, gia đình, người ơn vân vân. Thế nhưng vì sao mà trong nước người ta vẫn ca tụng, và ngay cả ngoài này người ta vẫn ca tụng ông ta? Thế không có cái gì nó hơi có tính cách là coi như là không có được có lý không? Và người tồi tệ như vậy thì tại sao người ta lại ca tụng như thế? Phải nói cho cái bộ phần tuyên truyền của Cộng sản nó tinh vi lắm. Cái của Cộng sản Việt Nam nó kết hợp từ cái tinh hoa, và mình cứ gọi là cái tinh hoa là những cái gì mà có của bên Liên Xô và bên Trung Quốc. Họ lấy những cái tinh hoa, gọi là mình cứ dùng cái chữ tinh hoa đắng ngọt cát đi, để áp dụng vào Việt Nam. Cái bộ máy tuyên truyền nó khủng khiếp lắm. Đầu tiên là đánh bóng, đánh tụ, dựng đến những cái huyền thoại mà không hề có ở trong cuộc đời thực tế của họ. Rồi đến ngay nghe chuyện ngay ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng hạn, chưa học một cái lớp quân sự nào cả, chỉ là một giáo sư giảng về sử, đùng một bước lên làm đại tướng chỉ huy cả một cái cuộc kháng chiến. Nói cái chuyện đó nó tuyên truyền rồi thì đăng hình này, để phổ biến ảnh ông Hồ, tôi còn nhớ là ảnh ông Hồ, ảnh ông Trường Chinh Tổng Bí Thư và ông Võ Nguyên Giáp, ba ảnh lớn lắm. Tất cả trong nhà nhân dân, tất cả các đường phố, tất cả đâu để hình các vị cả. Thế cái hùng máy tuyên truyền phải nói là tinh vi. Tôi từ xưa nay tôi vẫn cứ thấy là tôi cứ thắc mắc mãi là tại sao mà anh nào mà lãnh đạo cái phát động cái chiến dịch giỏi đến như thế, tuyên truyền hay đến như thế. Thì hóa ra tôi nghĩ rằng đó là cái đánh bóng từ cái chủ tịch Mao Trạch Đông, đánh bóng từ ông Stalin thành cái thần tượng hóa, thần thánh hóa. Như ông Hồ như nói họ cái chuyện hồi ấy tôi cũng tin, tức là bảo ông Hồ là cái thứ vĩ nhân, con mắt có hai mắt có 40 người. Thực sự ra thì cái chụp cái ảnh khi chụp ảnh thì ánh sáng nó vào, có mua mắt và hai cái vệt ánh sáng. Thì họ tuyên truyền ông là vĩ nhân, rồi những cái chuyện như là ngày xưa mình cái huyền thoại về ông Trạm Mạc Đỉnh Chi đi cầu mà đi về cái ra cái phân vuông. Thế giờ Cộng sản họ cũng lại áp dụng cái chuyện đó là bác Hồ cũng đi phân vuông. Thì chúng tôi cứ đi tìm hiểu mãi, đi dò la xem là có đúng mắt là vừa mắt bốn mắt này khác hẳn con người thường, rồi thì đi phân vuông. Nên đại khái những cái nhỏ rất rồi, những cái chuyện như là bác Hồ, cái sự thông minh của bác Hồ, những cái chuyện là họ dựng lên cái là mà hỏi đi tất cả cái sự nghi thơ, cái sự bồng bột của tôi. Thì tôi tin như là cái chuyện mà để tôi xin kể cái chuyện mà cái giai thoại về ông Hồ, ông đi với ông Nguyễn Văn Huyên, tức là ông tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, bộ trưởng bộ quốc gia giáo dục, đến một cái trường tiểu học ở cái vùng quê đó, gặp một đứa nhỏ. Thế thì ông Hồ mới ông xoa đầu, ông bảo thế cháu tên là gì? Thì cái đứa nhỏ nó trả lời nó xưng là tao học lớp mấy mà tao học lớp, thí dụ là học lớp 2 lớp 3. Thế thì ông bộ trưởng giáo dục, ông Huyên lúc ấy sợ quá, thì mình bộ trưởng giáo dục mà để trong một thằng bé con nó xưng tao nó bị lãnh tụ một cha già dân tộc, có thể nói là như thế là vô rồi. Mà ít ra không, mà nó không biết ông Hồ là ai nữa thì nó cũng là ông già, ông ngoại thương bác cháu ấy. Thế rồi ông hỏi thế thì cháu có mấy anh em? Nó bảo tôi có 2 anh em, 2 chị em. Mà chị cháu tên gì? Ông Hồ hỏi chị cháu tên là gì? Thế thì nó bảo chị tao tên là Thanh. Thì ông Hồ ông xoa đầu, mà cháu ngoan lắm, cháu tốt lắm. Thế thì sau khi bé đó thì ông Hồ với ông Huyên đi, ông Huyên phản nàn tại sao cái thằng bé con nó mất dạy như thế, bác để xoa đầu nó, bác bảo nó ngoan. Thế thì ông Hồ ông bảo rằng chú không nghe nói à, nó ngoan lắm, tên nó là tao, nó xưng là tao, là tên nó là tao chứ không phải là mày tao hay mình. Đó là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng cái huyền thoại nó bị bịa đặt thế thôi chứ không có gì để đánh bóng cái sự thông minh, sự tinh bén nhạy tinh tế của ông Hồ. Đấy là khá như thế, những chuyện từ cái nhỏ nhặt như thế họ tuyên truyền. Rồi ông Hồ đi vào lại cũng bắt chước mấy ông tướng Mỹ ngày xưa rồi, mấy danh tướng đi vào bếp mà bộ đội, rồi mấy cũng lại nếm cái canh rau muống nữa gì, kêu ăn thế này hỏi thăm rồi tất cả thứ. Những cái trò toàn dựng đến cái bộ máy tuyên truyền nó giỏi lắm. Thành ra chúng tôi lúc đó tất cả đa số là coi như ông nhiều Thánh, ông Thánh sống, mỗi lời bác nói mỗi lời. Thành ra ông viết mấy cái cuốn như là cái lề lối làm việc, ký SKZ, cái vừa đi vừa nói chuyện hay cái gì đó tôi quên mất rồi. Ông ký tên là T là do ông cả ông tạo rồi. Về sau cái cuốn này Trần Dân Tiên, tức là chính bút hiệu của ông để ông viết, ông ca ngợi ông ấy. Những cái giai thoại ông tạo này thành chúng tôi tin lắm. Còn bây giờ thì những người nhất là cái tuổi ngoại quốc, các báo chí ngoại quốc nó cái chuyện như cái Trần Điển Minh Phủ rồi những cái đấy nó thổi phồng lên, nó là cái bệnh của cái thế giới tự do. Nó thích những cái trái cấm, nó thích ca ngợi như là cái Trần Điển Minh Phủ đấy. Rồi cái này ở Việt Nam mình đấy, nó thắng trận của Cộng sản, nó thắng trận Điện Biên Phủ, nó thắng ở bên Paris chứ không phải thắng ở thực sự. Rồi thì người Mỹ bỏ từ bên mình cũng thế, nó thắng chúng mình, nó đánh chúng mình là đánh bên Mỹ, chúng mình thua là bên Mỹ chứ không phải thua ở Việt Nam chúng mình. Đó là cái điều mà cái bộ máy tuyên truyền của nó giỏi lắm, rất giỏi. Thưa ông thì họ cũng lại nói là ông thương yêu trẻ con và trẻ con thương yêu ông lắm. Ông ở gần ở cái thời tuổi thơ và ông cũng là cái tuổi thơ ông lớn lên là có Hồ Chí Minh, thì ông thấy rằng thực sự như thế nào? Tôi thì đấy, tôi cái chuyện như là người ta nói rằng ông Hồ Chí Minh thương yêu trẻ con lắm và trẻ con cũng thương yêu ông lắm. Cái điều đó không phải chỉ nói ở Việt Nam mà cả ngoại quốc này, ngay cả sách giáo khoa của Mỹ cũng còn vẫn tiếp tục nói những điều đó. Thì ông có thể cho biết là sự thật nó như thế nào không? Tôi thấy tất cả những cái hình ảnh mà ông Hồ đi, hay là đi mình sang này mình nói cái câu là đi thăm dân cho biết sự tình, thì luôn luôn cái hình ảnh của ông là ông chụp ấm trẻ nhỏ, xoa đầu vuốt tóc rồi thì bế ấm tất cả các thứ. Thì cái hình ảnh đó nó cứ báo chí nó cứ hàng ngày nó loan tiếng Bác đi nơi nọ nơi kia, thăm trường tiểu học nọ, trường trung học kia, rồi ôm những cháu gái, những cháu 14, 15 tuổi để ra thăm Bác. Thì Bác tỏ cái lòng âu yếm để mà thế hệ tương lai, ông luôn mồm để xây dựng tương lai đất nước. Thì những cái đó là cái hình ảnh nó ăn sâu vào cái đầu óc. Như là chúng tôi này, nó cái đi này phục ông ghê lắm. Ông một lãnh tụ mà đi đâu thì cũng chỉ nghĩ đến cái thế hệ mai sau. Còn ít Bác nó ôm ấp rồi Bác nó ở đầu vò tai rồi thì hôn. Đó là cái chuyện chỉ có ông Hồ thì mới ôm hôn những các cô gái, các cái cháu gái 11, 12, 13 tuổi ông cũng ôm hôn. Thì lúc ấy chúng tôi nghĩ là một vị lãnh tụ như thế là một đằng đã cho những cái trẻ nhỏ. Mình tôi đâu cũng biết là những cái hành động đó, hành động tuyên truyền là cái chuyện nó ăn sâu vào. Thưa ông thì trở lại cái vấn đề, một cái câu hỏi rất giản dị là theo ông đó là người miền Bắc, 1 triệu người đó, rất nhiều người là họ đã bỏ quê hương, bỏ coi như là quê cha đất tổ cũng như tất cả những tài sản để đi vào miền Nam. Thì nói gọn lại là họ ra đi như vậy. Như ông nói ban nãy là họ trốn chạy, và có nhiều người muốn trốn chạy cũng không có được. Thì nói tóm gọn, bây giờ một người em nhỏ hỏi là tại sao các bác phải ra đi năm 54? Thì cái câu hỏi trả lời ngắn gọn của ông là cái gì không? Tức là một câu mà hỏi tôi là về các trẻ nhỏ đi. À. Các trẻ nhỏ đi thì tôi nghĩ rằng cái lúc đấy thì họ còn bé tí, họ chưa ý thức cái về vấn đề chính trị, mà là do bố mẹ. Không, xin lỗi, chắc là hiểu sai cái câu hỏi. Câu hỏi có nghĩa là những em nhỏ bây giờ, những người trẻ bây giờ đó, hỏi ông rằng vì sao những người năm 54, người Bắc đó phải ra đi. Vâng. Vì đấy, nếu mà như cái trường hợp của tôi chẳng hạn, ở lại bị thù ghém như thế, ở cái không thể nào hòa nhập vào cái chế độ, thành ra phải đi, vì mình mất tất cả cái thứ, luôn luôn là đối tượng, từ trong học đường đến ra đời sống xã hội. Mình như là một cái kẻ, như là chưa phải là tội đồ, nhưng là một kẻ đứng ở bên lề. Mà cái tuổi trẻ thì phải có để hướng một cái tương lai sự nghiệp, mà muốn có cái tương lai sự nghiệp tươi sáng thì không thể vươn lên được trong cái giá đấy. Đó, cái giai đoạn ở trên cái chế độ nó họ dành cho là giai cấp bệnh khổ nông, giai cấp con cháu công nhân, họ đào tạo cái lớp người đó lên. Thế mà chúng tôi thì là đa số đi vào bỏ, bác bảo là do cái thành phần tiêu thụ sản thành thị, là tiêu thụ sản thành thị, thì phải đi thôi, đi để mà vươn lên để cái cuộc sống của mình, để tạo cái sự nghiệp cá nhân của mình, hoặc là đóng góp chung cho đất nước cái gì đó. Thì ở đó không phải là cái công việc, mình không được cái sự được cái sự mà thống góp với họ, mình không được cái dự phần cái chuyện. Thưa ông, bây giờ mình trở lại miền Nam thì ông có nói chuyện về đi dạy học, rồi sau đó thì ông viết và đi vào báo chí cũng như là viết văn vân vân. Thì ông nhớ lại xem là cái thời gian đó miền Nam mình, theo ông là mà mình nói rõ ra là thời ông Ngô Đình Diệm đấy, tức là ông ấy chấp chánh ở miền Nam vào năm 54, rồi sau đó ông được bầu, chính thức bầu năm 56 là tổng thống, và sau đó thì ông lại có một cái cuộc bầu cử khác và năm 61 đó, và ông cho đến lúc ông năm 60 ấy, đó, vâng. Thì ông có thể nói về cái đời sống của người dân miền Nam nó được phát triển như thế nào, và ông nhìn thấy nó ra sao ạ? Tôi phải nói rằng cái thời điểm mà ông từ 54 đến 65 là cái thời kỳ phồn thịnh mà thanh bình. Lúc cái cộng sản nó còn yếu lắm, mà mọi người đều được một cái đời sống, một đời sống sung túc. Tất cả các em học hành, tất cả các thôn quê đều đi học, dân chúng nó ấm này, và đảm bảo di cư, định cư cả triệu người này đều có cái tài sản, tạo được cái tài sản mà có một cái đời sống tương đối cao. Nghĩa là tôi phải nói là trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà nhân dân miền Nam mình sung túc và sung sướng, hạnh phúc hơn nhiều. Thưa ông thì cái thời gian đó người ta nói đến là một số những cái cải tổ, cũng như là một số những cái chương trình, thí dụ như chương trình ấp chiến lược. Thì ông biết gì về, ông lúc đó cũng là nhà báo rồi, và ông biết gì về cái chương trình ấp chiến lược? Ông là người cũng đi tới đi lui nhiều, thì ông biết cái gì về cái chương trình đó? Cái chuyện cái ấp chiến lược là cái chuyện hay vô cùng. Vì cái ở miền Nam mình cái thời điểm đó thì cái tuổi cộng sản kia nó rút lui, nó để lại những cái người, những cán bộ nằm vùng. Thành ra khi nó lợi dụng cái chuyện đó, mà những cái gia đình, những thân nhân ở những cái miền Nam mình, cái làng mình, thì những cái nhà cửa rời rạc trong một khu xóm, thì họ ẩn náu ở chỗ nọ, họ hoạt động buổi tối, họ ban ngày là nông dân, buổi tối đi làm du kích, đi phá hoại tất cả thứ. Thì ông cái cuốn sách ấp chiến lược là tập trung dân chúng lại, và hàng ngày vẫn đi ra về làm việc, và buổi tối lại để dễ kiểm soát. Tôi nghĩ cái chuyện này thành công ghê lắm. Thì nhờ đó mà bao nhiêu cái vụ đắp bộ, đào đường để đặt mình đường, phá hoại tất cả các thứ, rồi khủng bố giết những viên chức cộng hòa của phường ấp, rất là tốt đẹp. Nhưng vì chỉ vì sau này ông Dương Văn Minh ông ấy lên một cái bỏ cái ấp chiến lược thì tụi cộng sản nó lại trả trộn vào dân chúng để ban ngày thì lại vẫn tiếp tục như thế, mà mình mà chính quyền mà đến thì họ dân chúng họ biết, họ báo động, bọn nó lại trốn, mà động thành những cái sự lớn mạnh cứ dần nó lên, nó bị cái mặt trận giải phóng miền Nam nó thành hình nó lên như thế. Chính là cái chuyện là cái tệ hại của chúng ta lúc đó sau cái cuộc 67, tức là cái phá cái ấp chiến lược. Thưa ông, thì trước đội hình cũng có nhưng một số những cái chương trình khác tương tự nhưng mà không có làm một cách rộng lớn như vậy, phải không ạ? Đốc vào như là tôi chỉ biết là cái miền Nam mình thì là những cái đình chủ, có những cái gia đình để mà giao ruộng đất cho làm để thu tô. Khi mà đồng bào di cư mình vào, nếu đa số là nghề nông thì khai phá những khu, những vùng cái sắn gì đó, những cái vùng mà bị thanh bị đất gì đều trở thành những tiểu đình chủ hết, và nhà nào cũng đời sung túc một cái đời sống cao, con cái được gửi về thành phố học, và cũng nhiều sau này những cái phần lớn đa số là kỹ sư bác sĩ cũng ở cái vì cái đời sống họ lại từ Tây không ở miền Nam, ở miền Bắc bỏ hết cả tài sản ruộng vườn vào Tây không miền Nam, rồi nhờ cái chính sách ở miền Nam nâng đỡ họ và cái sự viện trợ của Mỹ giúp đỡ họ, họ đã tạo những công an việc làm và trở thành đời sống sung túc. Nhưng có thể nói là cái đời sống sung túc của họ còn hơn cả cái lúc ở quê nhà miền Bắc. Theo tôi nghĩ cái giai đoạn tốt đẹp nhất của cái thể chế Việt Nam Cộng hòa của chúng mình ở miền Nam. Thưa ông, thì theo sách vở của Hoa Kỳ, tất nhiên là cũng của bên Cộng sản nữa, Hà Nội nữa, là họ nói là những cái năm cuối cùng của trào lưu của ông Diệm đó là chiến trường cũng như là chính quyền miền Nam đang thua rất là nặng. Một ngày là bao nhiêu ấp bị mất vào tay Cộng sản, rồi những cái cuộc tranh đấu cho tôn giáo đòi hỏi này kia nọ, nó làm cho thủ đô hay là những cái thành phố lớn thì rất là trộn rộn, coi như là bất ổn. Còn về các cái ấp của kia đang mất vào tay Cộng sản, cái assessment đó, tức là cái nhận định đó có đúng không? Năm 63 đó, từ sau 63 đó, cái sự sau khi lật đổ cái đệ nhất Cộng hòa, cái sự rối loạn, cái Cộng sản gần như là ngang nhiên nó làm việc ở thôn quê và ngay cả hoạt động ở thành. Câu hỏi là trước đó, tức là ý muốn nói là tại vì những cái lời những cái nhận định đó mà người Mỹ là họ giúp cái cuộc coi như là coup d'etat, tức là cái cuộc chính biến hay là mình đảo chính ông Diệm đó, thì bên Mỹ này cũng như là bên Cộng sản, những tài liệu họ nói rằng trước cuối trào ông Diệm đó là cái vấn đề mất an ninh ở thành thị cũng như nông thôn thì bị đang mất dần vào tay của mặt trận giải phóng. Cái điều đó có đúng không? Tôi nghĩ rằng cái lúc mà ông Diệm còn, cái chế độ ông Diệm còn, tức là năm 60, cái cuộc đảo chính của ông Nguyễn Thanh Chiêu thì chính quyền mình hơi yếu, và người Mỹ họ muốn họ trực tiếp tham dự vào cái cuộc chiến của mình, thì họ có đề nghị với chính quyền ông Diệm rằng để cho quân Mỹ vào giúp. Thì ông Diệm vì khi bảo vệ cái tôn trọng cái chủ quyền quốc gia, ông không làm, chỉ muốn để các cố vấn và viện trợ thôi, mình đủ sức để mình đánh. Thì có lẽ vì thế, vì cái chính sách của người Mỹ họ muốn mong Diệm không nghe theo, thì vì cái của đảo chính năm 60 còn Nguyễn Thanh Chiêu lẽ ra thì cái lúc ấy thì tôi qua đến thì tham gia cái gì gọi là không phải tham gia, nghĩa là mình đi coi ở trên độc lập, thì tôi thấy cái quân dù mình đã vây kín trên độc lập rồi, chỉ có việc là ra lệnh một cái thì là họ vào trong dinh độc lập, là hỏi anh em Diệm cô lập hoàn toàn này, thì được lệnh là rút lui. Tức là người Mỹ họ chỉ muốn cảnh cáo Diệm để phải theo cái chính sách đường lối của họ. Thế nên ông Diệm không mà ông là cái viên quan lại mà ông lại cũng tự ái quốc gia, ông là một người quốc gia, ông muốn bảo vệ chủ quyền, ông bảo anh giúp chúng tôi bằng tiền của khí giới, lương thực, tất cả chúng tôi khi còn nhân lực thì chúng tôi nhiều, chúng tôi sẵn sàng đủ sức để chiến đấu với cộng sản. Thật ra vì người Mỹ vì cái tầm chiến lược gì đó thì mình quá ngoài cái sự suy tưởng của mình, suy nghĩ của mình, thì họ phải làm đảo chính. Đảo chính thì theo tôi biết thì cái cuộc đảo chính đó nó dùng những cái phần tử mà bất mãn ông Diệm, tức là ông Dương Văn Minh bất mãn ông Diệm, và người Mỹ cũng không muốn giết ông Diệm, mà chính những cái hận thù cá nhân hoặc là vì địa vị hay là vì những cái quyền lợi gì đó, thù oán gì đó thì họ đã giết ông Diệm. Chính là thực sự thì họ người Mỹ muốn là để ông Diệm vẫn làm tổng thống và ông Nhu phải đi, nhưng ông Diệm nó không chịu. Thì ông Nhu mới chính là cái vai trò chính trong cái chiến lược để đấu tranh cộng sản. Còn ông Diệm thì là đúng là một lãnh tụ về làm quan cai trị thanh liêm, nhưng mà nếu mà thời bình là rất tốt, nhưng thời chiến thì khác phải cần cái đầu óc của ông Nhu. Thế cái đám mà sao mà họ phải giết, cá nhân thì Mỹ đưa đi mà giờ thì phải giết, chết để trừ cái hậu quả. Thưa ông, thì trong sách vở của Hoa Kỳ đó thì cũng có nói là ông Nhu với ông Diệm cũng đang tính đến cái chuyện là liên lạc với bên phía ông Hồ Chí Minh, và đó cũng là một trong những lý do mà họ muốn triệt hạ ông Diệm. Thì theo ông nghĩ là thứ nhất là có đúng không, và nếu có cái sự liên hệ đó thì nó có cái, theo ông thì nó có cái ảnh hưởng gì không? Và cái lúc mà người Mỹ họ năm sau năm 60 đó thì ông Diệm ông ấy biết là ông không nghe, thì họ đã cảnh cáo như thế rồi, thì có vì ông Diệm ông lo xa cái chuyện là nếu người Mỹ bỏ có. Thì tôi đọc, tôi tất nhiên là mình không được chứng kiến những chuyện đó, mà mình chỉ đọc sách vở và tài liệu và những viên chức có hữu quyền để kể lại. Thì ông Nhu có tiếp xúc với một viên chức cao cấp của cộng sản ở cái vùng Tánh Linh hay Bình Tuy gì đó, cả đi săn đi giấc gì rồi thì gặp nhau lấy sọ để bàn cái chuyện đó, và người Mỹ họ phát giác được cái chuyện đó. Nhưng mà phát giác thì có thể họ cũng không muốn giết, vì giết một lãnh tụ của một quốc gia, một đồng minh của mình nó ấy lắm. Nhưng mà chính vì các quỹ tướng lãnh của mình muốn trừ cái hậu quả, vì ông sợ rằng Mỹ sau này sẽ dùng ông Diệm cũng như để làm cái vai trò để bắt họ phải áp lực phải theo họ, tướng lãnh phải theo. Cái chuyện đó thì rất là buồn, cái chuyện đó mình thì ngoài cái phạm vi hiểu biết của tôi. Thông thì cuộc sau đó khi sau cái vụ mà ông Diệm bị đảo tránh đi đó, thì ông nhìn thấy miền Nam của mình nó có biến chuyển gì, và cái quân đội của bên cộng sản nó có cái sự khác biệt gì không? Khác biệt thì họ có một cái cơ hội là cái lúc mà khi quân nhân lên là nắm quyền thì các tướng lãnh tranh chấp quyền hành, tranh chấp địa vị, tranh chấp quyền lợi, rồi lơ là cái chuyện mà bình định, những cái vùng chiến thuật. Thì cộng sản như thế nó lợi dụng cái tình thế đó để nó bành trướng. Đến khi tạm thời ổn định thời ông Thiệu, nên cho mình Thiệu thì tạm thời ổn định, mình sống được vài năm hoàn toàn. Đến cái phong trào phản chiến của Mỹ nó lên cao thì cũng đã tạo điều rõ lại chúng mình, đất nước mình lại trở lại bất ổn. Nó xúi dục tôn giáo, xúi dục đủ các đoàn thể đến phút chót, tức là theo tôi biết là đến mãi đến gần cái tháng 4 năm 75 mà các đoàn thể còn đi dình dập để mà hạ ông Thiệu để họ nắm chính quyền. Mà những người là những người mà phục vụ trong chế độ mình, như là ông Vũ Văn Mẫu, ông Nguyễn Văn Huyền, thì ông Dương Minh là chỉ có dình dập để hạ ông Thiệu. Ông Thiệu đâm ra vừa đối phó với Mỹ lại đối phó với chính những cái đồng minh của mình, cả người Mỹ lẫn những người Việt. Lúc cái thời mà lúc Triều Giang cũng sống ở cái thời đại cái lúc đó thì biết là nó rối loạn lắm, các đảng phái là biết đều. Ông Thiệu ông lo rồi thì ông mang cả lẽ ra để cho các quân đội cái lữ đoàn dù đáng nhà phải để ở mặt trận, thì ông lại khéo về để ông bảo vệ dinh tổng thống. Rồi ông Thiệu ông lo cả cái chuyện mà ông tướng dù làm tài chính nữa. Cái ám ảnh của ông về cái ông tổng thống tiền nhiệm, ông cũng lên Ngô Đình Diệm. Thành ra ông kiểu lo từ cái kẻ thù chế ở bên trong, bạn mà trở thành thù rồi đó là kẻ thù ngoài cho người Mỹ nữa, cái cộng sản nữa. Trong khi cộng sản nó đã bước vào cửa nhà mình rồi, trong nhà vẫn lục đục, vẫn anh em vẫn nó tìm cách hại nhau, cái điều mà thê thảm nhất trong lịch sử của đất nước mình. Thưa ông thì ông lúc bây giờ cũng làm báo rồi, đầu tin tức thì và có những bước làm trưởng ban phóng viên, tức là đứng đầu để mà coi như là điều hành cái công việc thu nhận tin tức vào. Với thì cái cuộc đảo chính năm 1963 thì chính ông Thiệu cũng là một trong những người tham dự, phản ngoại như thế nào? Vâng, ông Thiệu là cái người chỉ huy đánh bảo vệ Dinh Gia Long. Nhưng mà rồi các ông vì cái năm từ cái bài học năm 60, đảo chính năm 60 em chính thì thành các ông cũng lo em. Ông lo rằng không biết là Mỹ họ thực lòng hay là họ lại dùng họ là quân cờ. Thành khi mà theo những cái tài liệu tôi biết thì là ông Thiệu ông ngập ngừng cái chuyện mà đánh thẳng vào Dinh Gia Long chỉ là quân vây. Thì do đó là ông anh em ông Diệm ông Nhu cái đường đi sang về phía Lê Thánh Tôn đi vào Chợ Lớn. Theo rồi các tướng lãnh cũng họ thì họ cũng chưa tin nhau lắm. Như cái bài học của năm 60 của ông Thi, ông xuống rồi thì ông Khiêm rồi mang quân về ở dưới vùng 4 về. Chính ra thì theo lời tài liệu thì họ nói là ông mang về tham gia đảo chính. Cuối cùng lệnh của Mỹ gì đấy thì ông là ám binh ở chỗ Phú Lâm. Đấy, đại khái như thế thì có lẽ cái cuộc đảo chính của ông Diệm một phần lớn là không phải ở chủ động ở phía quốc gia của mình. Theo tôi biết thì ngay không phải ở quốc gia mình, ngay cái chuyện như bên Đại Hàn thế, ông Phát Chánh Hy ông ấy cũng lại vì cái chuyện mà không theo đúng cái đường lối của người nước bạn thì vợ ông bị ám sát để cảnh cáo, rồi đến ông chính ông lại bị cái viên chức thân cận nhất của mình giết. Đó là cái bài học mà tôi nghĩ rằng từ nay về sau dân tộc mình nên cái bài học nó nên nhớ để mà rút kinh nghiệm để mà tránh những cái xe đã đổ. Nhưng bây giờ hiện tại bây giờ ngay trong nước mình cái bánh xe lịch sử nó lại trở lại cái chuyện anh Trung Quốc, đất nước mình rồi tất cả thứ. Bây giờ đương cái sự mà ảnh hưởng của lớn của ngoại bang nhưng không phải tự mình quyết định được. Theo tôi nghĩ thì như thế. Thưa ông, theo như ông nói thì trước khi cái cuộc đảo chính năm 1963 thì có hai cái cuộc đảo chính khác nữa mà nó quan trọng gây tiếng vang, ngoài những chuyện họ tính toán không nói chuyện làm gì. Đó là cuộc đảo chính năm 1960 và trước đó là vào năm 60 và năm 61 và 60 do 61 là ông Thi, còn 60 là của ai? 60 ông Thi chứ. Và 60 ông Thi, 61 là ai? 61 là làm gì có đâu phải. Tức là trước đó là có hai cuộc đảo chính, có lần mà ông Cử mà bỏ bom vào Dinh Độc Lập nữa là. Bỏ. Cái vụ ông Cử ném bom Dinh Độc Lập là sau ông Thi. Và sau ông Thi. Sau ông Thi. Đó là do cái đám đó là do ông bố ông Cử là một trong những lãnh tụ của dân đảng. Ném bom Dinh Độc Lập trong Cử. Còn cái nhóm Caravel là. Caravel là cái đám miền Nam. Dạ vâng. Tức là ông Phan Khắc Xỉu, dạ. Ông Trần Văn Tuyên, ông Trần Văn Văn, dạ. Và luôn mời mấy vị ra cái kiến nghị cái họp ở Caravel để yêu cầu ông Diệm thay đổi mà tự do dân chủ, đón tiếp tất cả những thành phần đối lập vào để mà xây dựng đất nước. Thì ông Diệm ông bắt và ông tuyên án tử hình, nhưng mà ông Diệm ông không giết, cho nên ở Phú Quốc. Đấy là mấy vị đó sau này đều là những cái chức vụ về những trọng trách ở quốc gia 63, Xỉu làm quốc trưởng, rồi ông Tuyên ông biết cả thứ phó thủ tướng gì đó. Nói chung thì ông nghĩ rằng cái đó cũng đều có những cái sự tham dự nhiều ít của người Mỹ không? Tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng tất cả các những cái biến cố lớn của đất nước mình không phải do chính tự mình, mà do những cái thế lực khác đưa đẩy, khuyến khích hoặc là dù dối cái gì thì mình không biết, nhưng mà không phải là tự mình không thể đủ lực. Vì với cái guồng máy của quân đội của công an. Thì không, nếu mà không có những cái thế lực lớn khác to hơn nữa thì không thể giải quyết được. Nhưng ông Thi ông mang cả một cái sư đoàn dù, ông vây cái dinh Độc Lập, thì Thành chỉ có ông ra lệnh là bắn Đại Bác vào trong dinh, là tiến vào. Mà quân lúc ấy hồi yếu lắm, thế nhưng mà rồi thì tự nhiên bỏ chạy, mang máy bay rồi cho đi, rồi lại mang sang chạy sang Bangkok. Nói với những cái chuyện như thế là để cảnh cáo, vì ông Diệm ông ấy là cái người mà gọi là một lãnh tụ mà gọi là cái cực đoan, người ái quốc cực đoan, muốn là cái chủ quyền của chúng tôi, đất nước chúng tôi phải do chúng tôi giải quyết, chúng tôi cứ đinh đoạt, các ông chỉ là cố vấn và sự giúp đỡ. Nhưng mà cái đường lối của người Mỹ họ nghĩ khác, với cái chiến lược toàn cầu của họ khác. Thế bây giờ mình đi xa hơn nữa về trong cuộc chiến tranh đó, thì ông là phóng viên chiến trường, ông đi ra mặt trận rất là nhiều, ông cũng chứng kiến nhiều cảnh chết chóc cũng như là nhiều cái đổ vỡ của đất nước, và những cái cảnh mà đánh một cách tàn nhẫn của mọi phía. Thì thưa ông, cái trận Mậu Thân đó, ông biết gì về cái trận Mậu Thân, ông có thể kể lại không? Ở Sài Gòn cũng như là ở Huế như thế nào, những các tỉnh khác không? Lúc đó tôi ở Sài Gòn. Thì khi mà buổi sáng, khi mà buổi đêm thì tất nhiên là họ tấn công, họ đi vào các đường phố, tất cả súng nổ thì không ai dám ra được cả. Thế buổi sáng thì tôi đi ra, tôi đi theo mấy mặt trận, thì lúc đó thì cái mặt trận giải phóng bởi họ bị đẩy lùi rồi. Thì tôi có chứng kiến những cái xác những cái anh cán binh Việt Cộng nằm ở ngay ngoài xa lộ, những anh còn thoi thóp, nằm chết bó bóc, có một số rất khá nhiều người chết. Đấy, rồi thì sau này mãi khi năm 75 tôi đi tù, thì tôi vào trong ở chỗ trại xe dung của tôi, thì tôi tình cờ này cái anh là anh sư đoàn trưởng của Việt Cộng miền Nam, anh đánh trận Mậu Thân, anh mới kể lại cho tôi nghe cái vụ mà anh tấn công cái sư đoàn này, tấn công vào Mậu Thân. Thì anh bảo rằng anh đã chuẩn bị từ cái lúc mà họ đã chuẩn bị cái đồng tiền, họ đã in sẵn cái đồng tiền để vào Sài Gòn, họ đòi cái đồng tiền mình ngay để họ tiêu đồng tiền họ. Không ngờ bị đánh, anh bảo anh vào, anh tưởng là cái cuộc nổi dậy của dân chúng sẽ nổi dậy họ, thực sự không có thế. Và cái họ cũng dùng cái chiến thuật gọi là cái thần tốc bất ngờ, tức là ông tổng thống nhà mình thì đi về quê ăn Tết quê vợ, rồi đến 50% là binh sĩ, 50-60% gì về quê hương ăn Tết, là họ đánh cái cú bất ngờ, cái họ vi phạm cái hiệp định là ký kết là ngưng chiến 3 ngày Tết. Thế thì anh này, ngay sư đoàn trưởng của anh ấy mang cái sư đoàn này vào, anh bảo rằng tôi nói ông không ngờ rằng khi mà chúng tôi vào thì không thấy dân chúng nổi dậy, mà chúng tôi chả biết đường lối nào cả, chả biết cái đường ngang ngõ dọc để đi đánh đâu cả, cả cái sư đoàn của tôi bị tiêu diệt, chỉ còn cái bộ tham mưu ông ấy chạy dần vào khu, rồi thì sau đó họ lại cho ông làm sư đoàn trưởng để tụ tập lại những cái lính mới. Sau đến năm 75 ông lại được lệnh mang quân cái sư đoàn của ông đánh vào Sài Gòn. Thì ông đánh đến Long Khánh mà bị cái trận đánh này Long Khánh chặn lại, mấy cái quả bom CBU vậy đó. Thì ông sợ mà thôi, thế này là ông lại nghĩ cái chuyện Mậu Thân. Ông Mậu Thân thì chết, ông đào hố, ông trốn, về quê của ông ở Thủ Đô 1 Bình Dương, ở nhà bà chị. Thì ông bảo tôi đâu có ngờ rằng nó vào cái chỗ bộ đội cộng sản, nó vào như vào chỗ không người vào thành phố, thành ra tôi tính rất là sai, tôi tưởng là để tôi đào ngũ để tôi sống, không ngờ nó vào như vào chỗ không người, và nó cướp cái chính quyền ở Hà Nội, Sài Gòn, và lôi ông đi tù. Thì ông lên ông bảo là nếu mà tôi mà biết, tôi cố một chút nữa thì bây giờ tôi lại lên tướng này. Thì cái tù, lúc tôi đi tù về, tôi đi về rồi thì ông vẫn còn ở trong đó, người Nam. Thực ra ông người nhỏ có cái răng vàng này, ông ăn hận cái chuyện là chỉ có kiên nhẫn một chút thôi thì không như là mổ thân nữa. Đó là cái chuyện. Đó là ông là đại tá hay là tướng rồi? Ông là sư trưởng, họ gọi là sư trưởng. À, cái số quân của ông chết vào trong cái trận là bao nhiêu ạ? Ông chỉ nói cái sư đoàn của ông, ông không nói số quân, mấy trăm người thì tôi không biết, ông nói là cả cái sư đoàn ông bị đánh tan tác hết. À, sư đoàn lớn lắm là phải nhà. Sư đoàn tức là nó là 3 trung đoàn, nên theo cái tổ chức quân đội mình, và lại có thêm một cái đội cái trung đoàn dự bị cái gì đó, rồi là mỗi trung đoàn thì có 3 tiểu đoàn hay gì đó, tam chế thì nó cũng thế. Thế thì ông là sư trưởng, mà ít ra thì cũng phải đại tá, người Nam mà quê hương ở Thủ Đô Mòn. Số quân phải đến 45.000. Không, 45.000 nó đánh nhiều cái mặt trận ở mình chứ đâu phải riêng ấy. Thì ông bảo là lúc ông chạy về cái bộ tham mưu chỉ còn có 57 người, một bộ tham mưu bộ tư lệnh sư đoàn. Rồi ông này còn hỏi tôi một cách rất nghi thơ thế này, ông bảo rằng không biết cái số tiền mà tôi chôn cái mặt trận giải phóng đó, vì khi nó vào cái rồi thì ông ấy ra chỉ viện nó bắt ngay mà. Những cái chỗ tiền tôi chôn sau này tôi đi ra tù tôi lấy tiêu đâu có được không? Ông còn hỏi đến nghi thơ đến như thế cơ mà. Họ chôn tiền từ cái lúc họ chuẩn bị đánh cái mậu thân là để vào đấy, cái là dân chúng nổi dậy, cái là đổi tiền đổi bạc tất cả thứ, lập cơ quan hành chính rồi thì ông không ngờ như thế. Thì cái năm 75 ông cũng nghĩ rằng thế, tức là cái tuổi Mỹ với tuổi Ngụy, họ hỏi giống mình là Ngụy, nó trang cái bẫy, thế và thì ông chạy ông bỏ thì phá ra ông thua. Thưa ông là mình đang nói chuyện mậu thân đó, thì báo chí Mỹ họ nói đến cái việc mà họ tấn công vào thành phố Sài Gòn và vào luôn được cả bên trong của tòa đại sứ Mỹ. Ông có biết gì về vụ đó không? Có mấy tên tấn công, có là leo qua được cái thành vào, không phải vào trong tòa đại sứ mà vào qua cái bờ tường sân tòa đại sứ thì bị bắn chết. Sau này ở Sài Gòn họ phải dựng cái tượng, dựng cái biển để những cái liệt sĩ đó, chứ không phải là vào trong hẳn trong tòa đại sứ này. Làm sao vào được? Cái tòa đại sứ nó kiên cố đến như thế, nó xây một cái như là một cái pháo đài, không phải, tức là họ vượt qua cái bức tường, họ nhào vô trong đó, họ bị chết. Như vậy là cái tin tức mà nói là đi vào bên trong được tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào năm 1963 là không đúng sự thật hay sao? Có vào, chứ vào trong sân thôi. Họ nói là vào bên trong. Không, trong tòa đại sứ không thể vào, làm sao vào được? Với những cái bộ phận tự động cửa hết tất cả, làm sao họ vào được? Tức là họ không có công việc gì. Và ở trên lầu ngang những quân đội Mỹ, những cái tròi gác chĩa súng xuống làm sao mà vào được? Thì cái bằng chứng rõ ràng là trước tòa đại sứ bên kia đường họ có dựng cái biển để kỷ niệm những liệt sĩ đã bỏ mình vào cái chỗ tấn công tòa đại sứ. Thưa ông, còn ở ngoài Huế thì ông là một phóng viên lúc bây giờ có đúng không ạ? Rồi ông được tin tức đó thì ông biết gì về cái ngoài Huế, nhất là cái cuộc coi như là chiếm đóng 26 ngày của quân mà coi như quân Bắc Việt, quân Cộng sản, và những cái gì xảy ra ở đó. Và sau này về phía Việt Nam Cộng Hòa thì nói là có trên 5.000 người đã bị giết bởi tay Cộng sản, mà những người này thì họ chỉ là dân chúng thường thôi. Như thế nào thưa ông? Tôi thì lúc đó tôi cử phóng viên của tôi đi ra ngoài, tôi không ra trực tiếp, nhưng mà qua những cái tài liệu của phóng viên viết bài và những cái phim ảnh thì cái nạn nhân của cái vụ là đa số là dân chúng. Quân đội mình đâu có nhiều thế, chết nhiều lắm, tôi sợ là hơn 100.000. Họ chôn những cái, khi mà đào lên những cái hố lên, mình thấy những cái thân nhân họ đến, họ khóc rồi họ bới xác chồng chất, nó đập búa, rồi những cái thây người bị trói vật ra sau lưng. Thì không phải là viên chức chính quyền, vì viên chức chính quyền lúc đó thì họ một số ít bị bắt thôi. Những cái viên chức mà họ đến chỉ điểm, họ đến từng nhà bắt những người mà họ là có một chút tên tuổi quốc gia mình, họ đến họ những cái anh làm vùng anh. Theo tôi biết thì họ, các báo chí nói là mấy cái ông đầu sỏ là ông tiến sĩ Lê Văn Hảo là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp quản, rồi thì ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, mấy ông gì, một cái ông mà bây giờ đọc báo Tuổi Trẻ Cười, tôi không nhớ tên nữa. Phải Nguyễn Đắc Xuân. người Tất Xuân. Thì chính những cái người đó, mấy cái cô, một cái cô sinh viên đó là cô, tôi biết tôi quên mất tên rồi. Thì cô ấy như là vợ anh Hoàng Phùng Ngọc Tường này này. Thì họ đi tìm nhà, họ lôi ra là họ đi tìm những người đó, người quốc gia này, những viên chức thôi, những nhân viên công chức tất cả thứ thì họ mang học là bắn. Rồi theo tôi biết thì họ có lúc họ rút, họ mới bắt dân chúng đi theo họ để họ đi. Chính quyền mình không thể bắn những cái đồng bào này. Thì khi mà họ rút vào rừng thì họ trôn sống tất cả những người đó, rồi họ đảo hố, rồi họ bắt những người đó đảo hố, xong rồi chính họ và đập đầu cho những người này ngã xuống. Thế nhưng mình thấy những cái sọ, những tất cả những cái vết sọ, những cái xác người mà khi mà thân nhân mình đi tìm thì đa số là hoặc là những gia đình, những viên chức nhỏ, những viên chức lớn thì họ làm sao mà ấy được, họ được cái sự bảo vệ súng ống tất cả thứ. Họ có đi lục bắt những cái viên chức ở những cấp chủ sự hoặc là có thể đến giám đốc, có thể thôi, hoặc là những cái người ở phường việc này, các đoàn thể thì họ thanh toán đến từng nhà, họ tìm ra mà họ có danh sách, họ có sẵn rồi, họ cứ đi họ bắt đó. Thì cái đó là chắc chắn tôi nghĩ rằng là 100% chứ không phải là cái chuyện mà bịa đặt gì, nó là một cái sự thanh toán, thanh toán nhiều và cái sự ân oán trong nhân chúng nữa, ghét nhau rồi cũng lợi dụng thời cơ, những cái đám nằm vùng bị bất cứ cái bị thù oán cá nhân gì đó. Cũng nhân dịp đó giết người. Tôi cũng nghe nói như họ mang đi cái gì tôi quên mất rồi. Họ cũng lôi đi, bắt ông ấy đi rồi thì lại dẫn đến nhà những cái người bạn của ông ấy. Xong rồi họ lúc đấy họ mới thanh toán, trói lại rồi thì họ bắn. Có đa số cũng một phần lớn là họ mang họ dùng là đấy, như cái tuổi Pol Pot về sau này. Bạn nói tiếp này. Bạn nó dùng búa, dùng gậy cọc đập với sọ để tiết kiệm viên đạn. Đó là cái thê thảm của cái mẫu thân. Tôi nghĩ rằng cả 900.000 thì không phải ít. Mà nếu quân đội mình mà 100.000 thì kinh lắm, và cả trên một sư đoàn, đúng không? Trên thì không có cái chuyện mà những cái viên chức của chúng mình làm gì mà đến cả 100.000 người. Thế nhân dân thì mới, dân chúng cả cái thành phố thì chết nhiều lắm, xung quanh cái vùng này chết nhiều. Thưa ông, báo chí Mỹ, Hoa Kỳ có nói là cái việc mà vào trong thành phố mà giết những người dân là không có đúng, mà đó là chỉ sự tình cờ vì súng đạn. Việt Nam Cộng Hòa giết những người dân đó bởi vì thủ án hay là thanh toán bởi vì cái vụ mà tranh đấu Phật giáo. Cái điều đó, nhận xét đó, ông nghĩ là có chính xác không? Tôi nghĩ là không, hoàn toàn không đúng. Vì khi đó, khi mà mẫu thân nó đánh bất ngờ như thế, những cái viên chức chính quyền mình co cụm lại để thủ thế, để giữ cái mạng sống của mình với cái cơ sở của mình đã là khó khăn rồi, làm sao mà đi thanh toán. Mà chính quyền mình đâu có thanh toán, cái gì phải đi mà thanh toán cái dịp đó. Mình có cái chính quyền trong tay mình có quyền bắt những cái người tình nghi, phân tử tình nghi để mình giam giữ cơ mà. Thì cái chuyện đó hoàn toàn là tôi bác bỏ cái chuyện đó. Là cái chuyện đó là chính là do người Cộng sản chủ trương để giết những cái thành phần mà họ không ưa, họ là cho là đối lập hoặc là không theo họ. Phải là không bao giờ một cái chính quyền mà Việt Nam Cộng Hòa mà lại có thể tàn nhẫn đến như thế được. Nếu mà chúng mình mà thực sự nếu mà chúng mình mà tàn nhẫn như nó thì có lẽ chúng mình, chế độ mình ngày nay chưa chắc đã thê thảm như thế nào. Tương thì tại Sài Gòn, nơi mà ông chứng kiến Cộng sản coi như tấn công vào, và vào những ngày tháng đó có một cái bức hình nổi tiếng trên toàn thế giới của ông nhiếp ảnh gia Eddie Aram kề súng chụp cái hình của ông tướng Nguyễn Ngọc Loan đưa cái khẩu súng để mà bắn một người mặc quần áo thường dân tên là Nguyễn Văn Lén. Và chính cái bức hình đó, nó đã đưa đến được đăng trên toàn thế giới, và cái bức hình đó nó nói là miền Nam Việt Nam là những người rất là tàn ác, khát máu, và người Mỹ đã coi như là ủng hộ một cái phe xấu như thế, không có được lòng dân như thế. Và cũng trong ngày đấy thì ở ngoài Huế đã có những cuộc chém giết như mà mới nói chuyện với nhau đó, mà không thấy có một cái bài báo nào để nói chuyện đó, hoặc họ có nói thì họ cũng nói sai lạc như ban nãy có nói là họ nói là không có hề chết chóc dân nhiều như thế, có vài trăm mà có là bởi vì thanh toán cá nhân hoặc bom đạn lạc. Thì thưa ông là một nhà báo, suốt đời ông là làm về báo chí, về truyền thông, ông nhìn cái nhìn nhận của ông, cái nhận xét của ông như thế nào về những cái báo chí truyền thanh của Hoa Kỳ và một số các nước ngoại quốc nữa, về cái vấn đề mà họ nhìn cái gì, họ đã làm cái gì, về họ đã report như thế nào về cái cuộc chiến tranh Việt Nam thưa ông? Họ nhìn cái cuộc chiến tranh của chúng mình theo cái con mắt của họ và về cái quyền lợi của họ hơn là cái sự thực xảy ra. Theo tôi biết thì họ, những cái anh nhà báo mà từ anh nhà báo làng nghề đến cái anh nhà báo tập sự mới tốt nghiệp ở trường ra đều là cái sang chiến trường Việt Nam mình để tìm danh vọng, tìm địa vị, tìm tên tuổi, nhất là sau đạt được cái giải Pulitzer để họ tạo lên. Thành ra họ nhìn cái con mắt khác hẳn với cái mắt của chúng mình, cái khác hẳn với cái sự thật. Những cái chuyện như là cái chuyện mà ngay cái chuyện một vị sư mà có tên tuổi của chúng mình, của đất nước mình, cũng để nói cái chuyện mà đăng lên báo Mỹ rằng máy bay Mỹ ném chết cả một cái thành phố 150.000 dân. Cái chuyện không hề bao giờ có cả. Nếu có cái chuyện đó mà xảy ra ở, tôi làm báo từ năm 55, biết mình làm báo từ năm 55 đến 75, chưa bao giờ có cái chuyện máy bay Mỹ mà ném bom vào thành phố cả. Ném bom B-52 rồi miền Bắc tất cả thứ thì có, chứ chưa bao giờ mà chỉ có máy bay của quân đội Việt Nam đánh những cái trận đánh, trận chiến, yểm trợ những trận chiến, thì không có máy bay Mỹ. Mà nhất là giết tàn phá cả một cái thành phố 150.000 dân chết. Vì thế nên đám cái phản chiến, mình đám những chính khách, những cái chính trị gia để mưu cái lợi gì của họ, họ lợi dụng những cái chuyện đó để họ bêu xấu mình, họ nói xấu mình để hủy hoại cái quốc gia của mình. Chứ tôi không hiểu là sao đến cách đây 5 năm mà một vị tổng thống của nước Mỹ mà nói còn tuyên bố rằng miền Nam mình không có chính nghĩa, không có quốc hội, không có hiến pháp, chỉ là bọn đánh thuê. Cái chuyện nó vô lý hết sức. Cái chuyện mà rõ ràng ban ngày mình có quốc hội, lớn viện quốc hội, có chính phủ dân cử bầu và tất cả các thứ, làm sao mà mình không có cái hiến pháp được. Rất là phải nói là cái lúc đó là cái sự pháp luật, cai trị pháp luật của mình, nếu mà mình mà không thượng tôn pháp luật đó thì có lẽ là tụi cộng sản cũng không đến nỗi mà nó hoành hành một cách mạnh mẽ như thế. Nếu mà mình dùng những cái sách lược mà để nghĩa là nó dùng độc ác thì mình cũng lại độc ác lại với nó, thì chắc là chúng mình chắc là không có cái đèn tối như bây giờ. Tôi nghĩ như thế, vì chúng mình nhân đạo quá, chúng mình thua về cái nhân đạo và thua về cái dư luận của những cái thế lực mà không ưa chế độ mình để tạo cái môi trường cho cái quyền lợi của họ. Thưa ông nghĩ gì về cái vụ làng Mỹ Lai mà ông đại úy Carly đã giết vào đó để giết cái làng đó? Ông biết gì về cái đó? Sự thật nó như thế nào? Có người nói là tới 500 người dân lành, trẻ con và đàn bà bị giết do đó, mà những người lính Mỹ mà về tham chiến tại Việt Nam khi trở về đây đã từng bị gọi là baby killer, murder vân vân. Thì ông biết gì về cái vụ của ông Carly ở Mỹ Lai? Theo tôi cái vụ đó là cái báo chí Mỹ họ đánh phòng, họ thổi phòng to quá. Vì cái làng đó, cái làng, cái vùng sôi động, tức là cái làng ấy là thuộc quyền kiểm soát, gần như là hoàn toàn của cộng sản. Thế thì họ giết những cái, binh sĩ Mỹ thì tuần này gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng không cái con số mà con số ngàn, con số trăm. Rồi vì cái bọn phản chiến, rồi cái bọn nhà báo Mỹ tung lên để làm to chuyện này, để gây sự cái chuyện đó, để làm báo được chính phủ. Thì chính thực sự thì không nên nói những cái gớm như thế. Cả tôi đã biết có những cái quân đội của nước bạn, cả cái làng nó kéo xuống để nó nó làm sao nó để áp lực chính phủ mình, nó áp lực cả với hoặc là họ ám sát hoặc là họ phá hoại những gì đó. Thì họ giết rất là nhiều hơn cái quân đội Mỹ, cái trận My Lai nhiều, nhưng mà báo chí Mỹ có thể nói gì nữa, thì Phương không nói gì cả. Trong khi đó cái bộ người Mỹ thì nó ầm phải lên, thì ông Mỹ ông cường quốc, ông lãnh đạo thế giới, ông giàu có, thì người ưa thì ít mà người ghét thì nhiều, bé thì thích xé ra to để phá nhau. Cái chế độ tự do thì nó thế, người ta ưa những cái sự mà đánh những kẻ cầm quyền. Hay ở ngay Việt Nam mình cũng thế, tất cả những thế lực, các đoàn thể, các nhân sự không được cái chính quyền, nếu ở chính quyền thì bảo vệ chính quyền, mà khi ra khỏi chính quyền lại trở thành đối lập. Ngay tôi chứng kiến ngay cái chuyện những cái người mà bạn thân thiết của tôi, khi mà ông Thiệu ông mời làm dưới những chức vụ, ông bảo vệ hết sức. Nhưng khi ông Thiệu ông thôi, thì một cái lý do gì ông cho thôi, thì tôi đến nhà ông chơi thì ông cái vị lên chức địa vị là phó thủ tướng. Tôi lên đến nhà ông chơi thì ông mới bảo tôi rằng cái con ông, thằng con 5-6 tuổi gì đó, ông bảo là anh Hoàng này, cháu thông minh lắm. Nó cứ thấy mỗi ngày lần mở tivi mà ông Thiệu xuất hiện thì nó bảo với tôi rằng đừng nghe những gì Thiệu nói, hãy nhìn những gì Thiệu làm, tức là bắt chước lại câu của ông Tổng thống Thiệu nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói. Thế thì tức là ông chấm phá ông Tổng thống. Thế sau này ông lại được ông Tổng thống dùng lại, ông ấy nghĩ là mày mỏi rồi tôi, ông lần đường tất cả thứ để ông men mò lại, nắm lại chính quyền, được lại giữ một cái địa vị cao, thì ông lại là người mà bảo vệ binh vực Tổng thống hết sức. Tôi có ý kiến ở đây bàn thảo về những chuyện như là Tổng thống Thiệu làm cái việc này, tôi nghĩ không nên. Tôi bảo không có, chuyện đó là Tổng thống làm đúng rồi, kia ông lại là cái kẻ từ cái kẻ mà chống đối ông Thiệu, rồi lại sang bên binh vực ông Thiệu, rồi tới cuối cùng thì lại ông lại là cái người lại chống ông Thiệu, rồi lại ấy là những cái chính khách, những nhà chính trị gia động cơ, những thành phần này không phải yêu nước, họ yêu họ và họ tham vọng địa vị hơn là cái quyền lợi quốc gia. Thưa ông, như vậy là làm My Lai là bay con số trăm thì không phải con số ngàn, không thể nào có con số ngàn này đấy. Mà đây là họ nói 500 thì cái điều đó có đúng không? Không, chỉ độ trăm mấy 200 trở lại là cùng. Mà khi mà cái lúc mà đồng đội họ bị, như là ông Tướng Loan chẳng hạn, khi đồng đội họ bị chết đau lòng lắm, sự căm phẫn nó lên thì bây giờ cái lúc mà tấn công vào thì cái nghe ngọn sống cái mũi tên mũi đạn nó đâu có, cái biết cái đường đi nào là đường đi đúng, nó cứ việc là nó nổ theo cái động cơ của cái thúc đẩy của cái cò súng. Nói về vấn đề coi như là cái xúc cảm, người ta hành động vì xúc cảm, thì ông có kinh nghiệm với người Cộng sản rất nhiều, nhất là sau này chỗ ở trong thời chiến tranh cũng như là sau này khi mà Cộng sản nắm quyền rồi đó, thì ông có nhìn thấy cái cảnh mà như là quân đội hoặc là cầm quyền, nhà cầm quyền Cộng sản hành động gần giống như cái kiểu là như vậy không? Vì xúc cảm, ví dụ là ai làm cho họ tức giận thì họ cũng giết tại chỗ hay là giết nhiều người tại chỗ. Theo tôi thì không phải vấn đề họ không có vấn đề xúc cảm, chỉ có người quốc gia mình mới có những cái tình cảm, những cái xúc cảm như thế. Chứ cơ hội Cộng sản nào làm theo chính sách, theo đường lối của họ, họ đã vạch ra cái chương trình tất cả phải làm những gì, thanh toán hoặc là những thành phần nào tất cả thứ là họ, chứ không phải là như chúng mình. Chúng mình vì xúc cảm, vì một cái người bạn mình, người vợ mình, người con mình bị tai nạn gì mình đau đớn thì mình có những cái phản ứng, nhưng họ không phải đấy. Họ làm là theo đúng cái đường lối chính sách của họ, từ giết người, bắt người, tất cả thứ ám sát đều là do hành động, do cái lý trí, do cái lệnh của đoàn thể, của tổ chức đưa ra, chứ không phải là do tình cảm. Bây giờ chắc mình tạm ở đây, mình ăn uống xin nghĩ để cho nên nó dry, xong mình quay lại mình nói về hành hiệp bên Palais bây giờ. Thưa ông, thì cái trận Mậu Thân mà Cộng sản miền Bắc đã xua nhiều sư đoàn vào để mà tấn công một lúc 7-8 thành phố chính của miền Nam Việt Nam. Mà ban nãy ông có nói chuyện về hai cái trận chính là Sài Gòn với Mậu Thân đó. Như vậy cuối cùng nó thì theo ông thì phía miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ thắng hay là phía Cộng sản thắng? Lý do chúng tôi hỏi câu hỏi này là bởi vì một số báo chí khi mà nhận được những cái tin tức của phía chính phủ Mỹ nói về cái trận đó thì nói rằng nếu mà nói phía Cộng Hòa và bên Mỹ thắng là một cái điều sai, gọi họ nói là một cái bản đúc kết rất là sai. Theo ý của ông là như thế nào? Theo tôi là cái trận mậu thân Cộng sản hoàn toàn thất bại. Họ chuẩn bị từ đầu, tức là họ chuẩn bị để đánh chiếm cái thành phố của chúng mình, dân chúng nổi dậy tất cả thứ, và họ đã in tiền giải phóng để nó vào nó tiêu. Và cuối cùng như là tôi nói ngay lúc đó, khi trước là anh sư đoàn trưởng còn bỏ cho tan tác cả cái sư đoàn và anh chỉ cày thoát được cái bộ tham mưu. Nếu mà nó mà thắng thì làm sao mà chúng mình còn cái thủ đô nữa, tất cả cái tư chúng mình chắc là bị tiêu diệt hết. Nó là bị đuổi đánh chạy. Tôi đã chứng kiến cái lúc mà nó chạy ra, nếu nói câu chạy như vịt thì không đúng, nhưng mà nó chạy chân xác, chạy lung tung hết cả, mà người gặp chỗ là chạy. Tôi thấy có những cái xác cộng nằm ở xa lộ, cái chỗ cái cầu Phan Thanh Nhàn là mình nằm thoi thóp thở mà mình rất thương, mình rất nước mắt. Lúc ấy chỉ nếu mà mình có chữa được họ thì mình chữa, hoặc là cho nó một phát súng ân huệ. Nhưng mình chỉ là cái nhà báo đi coi chiến trường mà thấy nằm thoi thóp thở 4-5 năm nằm buộc cái dưới đường, cái sự đau đớn của mình, cái lúc là cái tình người, cái con người mình, thật là kẻ thù mình căm hận nó ghê lắm, nhưng mà cái lúc ấy thấy cái đồng loại, cái đồng bào của mình nó chết một cách vô ích, chết một cách đau đớn như thế mà lại có ai rồi sẽ là người cái anh chiến sĩ vô danh, rồi người ta sẽ mang cái xác anh đi vào cái cất vào cái chỗ nào đó làm sao mà nó thắng được. Mà đấy là cái chuyện mà quân của chúng ta là nghỉ 50%, ông tổng thống thì về quê vợ, mà rồi nó đánh bất thần như thế mà chúng ta còn nó chả làm được cái gì, cuối cùng nó tháo chạy thì làm sao mà bảo nó thắng được. Nếu mà thắng thì chúng ta cái thủ đô của chúng ta đã mất rồi, không còn những ngày sau này nữa, hoàn toàn nói xuyên tạc. Thưa ông thì cũng vì cái trận đánh đó mà dư luận đã nghe theo lời của báo chí Mỹ mà nói thẳng ra đó là nhóm coi như phản chiến. Người ta gọi năm 68 cái trận đánh Mậu Thân là cái turning point, tức là một cái khúc ngoặt của cái cuộc chiến tranh đó. Và bởi với sự chống đối của nhóm phản chiến cũng như là dân chúng bắt đầu mất cái niềm tin tưởng vào cái cuộc chiến tranh đó, mà dần dần đã không có hỗ trợ ủng hộ vật chất cũng như là tinh thần. Do đó mà cái cuộc chiến đi đến ngày thê thảm năm 1975. Thì bây giờ với cái công việc của ông là báo chí, là đó ông nhận thấy rằng thì những cái ngày tháng từ 69 cho tới 72 thì cái chiến trường cũng như là xã hội miền Nam lúc bây giờ nó như thế nào? Chúng tôi dùng cái mốc 72 là bởi vì lúc đó là chuẩn bị có cái trận đánh Hà Lào. Dạ, trận đánh Hà Lào và những cái trận mà nó kéo quân lớn mà nó đánh ấy, thì cái thời gian thì 69 tới 68, sau 68 72 thì cái không khí chiến trường ở miền Nam như thế nào thưa ông? Theo tôi thì cái tinh thần của chiến sĩ của mình vẫn rất là hăng hái, rất là chiến đấu của họ, rất là không hề sa sút. Tôi thấy không hề sa sút, dù ngay cái trận mà Hạ Lào có cái sau khi mình bị cái bẫy của Cộng sản đánh cái trận Hạ Lào thì tinh thần của dân chúng, quân đội có hoang mang, nhưng mà tôi nghĩ không đến nỗi mà sa sút mà đến nỗi mà như là đến tê liệt. Mình vẫn còn cái ý chí cái chiến đấu, nhưng mà chỉ vì những cái chuyện mà ngoài ý muốn của chúng ta, vì những cái thế lực ở nước ngoài ở phía ngoài quốc gia của chúng ta, họ vì cái quyền lợi của họ, vì cái ghế ngồi của họ, vì phe phái, vì tất cả thứ, họ lấy cái cớ đó, họ lấy cái cớ là quân đội ta không chịu đánh giặc rồi thì nó kia để mà thủ tiêu cái nước nền gì của họ của chúng ta. Đó là cái điều đau đớn vô cùng của cái thân phận cái nước tiểu Nhật. Tôi nghĩ là cái bài học đó nên con cháu chúng ta, thì thời chúng ta đã qua rồi, nó mất rồi, bằng xương bằng máu rồi, thì con cháu chúng ta cái thế hệ sau này phải lấy cái bài học đó là phải lấy mình làm chính. Cái sự mà trợ giúp ở ngoài đồng nghĩa là rất tốt đẹp, nhưng mà mình cái lực lượng chính của mình như ngày bây giờ ngay trong nước chúng ta bây giờ thôi, các ông cộng sản, các ông thuộc bọn Tàu, thì những bên nó lũng đoạn, nó làm cái gì cái tất cả ở trong nước đều cứ phải thì Tân Bắc im lặng lòng theo nó, vì rằng mình không nắm chủ quyền, mình cũng không có thực lực nữa. Thì cái bài học là cái bài học về vấn đề mà hẳn mượn sức người nên trông cậy vào sức mình đã, cái chính là mình rồi thắng. Cái tiếp thêm cho mình là cái sức người, nhờ lúc những sức người chúng tôi, cái chính là phải tự lực cánh sinh, tự mình làm chủ mình. Những con người mình cũng đi chủ làm chủ bản thân mình thì cái đất nước mình cũng thế, người chúng mình phải làm chủ thì mới được. Bây giờ ngay trong đất bây giờ chúng ta hoàn toàn là một thứ còn nô lệ gấp mấy lần, còn phụ thuộc gấp mấy lần của Việt Nam Cộng Hòa chúng mình ngày xưa, về ngoại quốc, về ngoại bang. Thưa ông, thì sau cái vấn đề mà dư luận bắt đầu nghi ngờ đó thì họ, nước Mỹ cũng ở trong, xin lỗi phải họ nói nhảy, cũng ở trong cái trận mậu thân đó mà một người ký giả báo chí bên này mà ông đó là ông Quân, xong ông trở lại Mỹ đây, ông nói rằng cái lên truyền hình ông nhìn thẳng vào màn ảnh và ông nói rằng ông tổng thống Mr. President và lúc đấy là ông Johnson, cuộc chiến này không có thể là thắng được, làm ơn kết thúc nó đi. Và từ đó là dư luận càng ngày càng bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và phía chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở bên kia, và họ đưa ra cái chuyện là phải rút lui quân Mỹ ra khỏi đó một cái danh dự, và họ tìm cách thực hiện bằng cách là lật lên cái hòa đàm Ba Lê. Thì phía ở bên Việt Nam Cộng Hòa đó thì cái hòa đàm Ba Lê nó như thế nào, họ chuẩn bị như thế nào, dư luận như thế nào, phía chính quyền như thế nào và phía dân chúng như thế nào, ông dưới con mắt của một nhà báo của Việt Nam thưa ông? Theo tôi biết thì là người Mỹ họ ép buộc thì chính quyền của ta vào cái hội nghị đó, và ông Thiệu thì ông biết là nếu mà vào đó tức là mình sẽ bị lấp đấy, bị thua thiệt nhiều lắm và có thể có những cái điều không tốt xảy ra cho nên mình cương quyết nhất định không tham dự hội nghị đó. Thì phía Mỹ họ dùng đến áp lực, là dùng đến cả cái lời đe dọa, là họ không muốn ông Thiệu theo cái, họ không muốn áp dụng cái chuyện theo ông Thiệu theo cái cương của ông tổng thống tiền nhiệm, tức là sự đe dọa ông Thiệu đến cái lúc cùng cực, rồi ông Kissinger, rồi ông bao nhiêu ông đến để làm áp lực ông Thiệu. Mà cuối cùng vì những cái lời lẽ của ông Lý Sơn và những cái lời hứa hẹn suông mà ông Thiệu phải ký. Ký đáng rằng nếu mà theo tôi đó, cái lúc đó thì ông Thiệu lên bạch hóa những sự việc đó, nói cho tất cả quốc dân đồng bào biết rằng bây giờ thế là tình trạng đất nước chúng ta đừng ngàn cân treo sợi chỉ như thế này, thì chúng ta phải tính thế nào. Họ thứ ông Thiệu cũng đã làm đấy, tức là ông định triệu tập cái hội nghị Diên Hồng. Và tôi hồi đó với cái tư cách chủ tịch hiệp hội báo chí, tôi có được mời tham dự cái hội nghị Diên Hồng nhưng mà không đi đâu cả, vì rằng nhưng ngay cái chuyện này trong cái hội nghị rằng những cái lãnh tụ đảng phái ta âm mưu nào muốn chia sẻ quyền hành, muốn nọ muốn kia, rồi ta cũng lại muốn là hết cả ông tổng thống nữa, thì làm sao mà mình làm được đó. Vì những cái chuyện như thế, nếu mà tôi là tổng thống thì tôi sẽ kêu gọi cho quốc dân là bây giờ như thế này, người Mỹ họ muốn thế này, chúng ta phải thế nào thế. Thì ông Diệm, ông thì ông sợ vừa sợ bên phía Mỹ nó dọa, bên phía Mỹ họ dọa là bên trong nước kẻ nội thù nữa, để thù lại chính là bạn mình nữa, cộng sản muốn lật đổ ông, rồi lại cả các những người hôm trước còn là đồng minh của ông, là cái bạn thân, là cánh tay của ông ấy, cũng lại trở mặt, cũng lại muốn để họ định làm cái cuộc đảo chính. Mà bây giờ những cái vị mà định âm mưu đảo chính ông Thiệu còn ở bây giờ còn ở bên Mỹ, tức là họ định làm cái đảo chính, một cái cuộc êm loạn bằng quốc hội, dùng quyền để tước một số quyền hành của ông tổng thống. Họ nên những chuyện như thế, thành ra ông Thiệu ông sợ, vừa sợ kẻ những cái người bạn đồng minh của mình giết mình, vừa sợ những cái bạn, cái người đồng chí, người thân tín, người ấy của mình cũng lại giết mình. Thành ra ông lúng túng, ông giấu cái chuyện cuối cùng thì mới vừa lỡ ra cái chuyện đến như thế. Tôi nghĩ là nếu mà ông kêu gọi không đang là phòng nghỉ dân hồng như vừa tôi vừa nói đấy, đã là lập phòng nghỉ dân hồng để toàn dân để mà cùng một lòng nhất trí nhưng mà không thành công. Trông thì nói như thế là cũng có một cái nhìn gọi là đủ về mọi phía, là phía Việt Nam Cộng Hòa của mình theo như ông nói thì dưới cái sự lãnh đạo ông Thiệu thì đã quá coi như là chờ đợi, trông đợi, tin tưởng vào cái sự giúp đỡ của người đồng minh của Hoa Kỳ mà lại không nắm được cái hay là không có thành thật, hoặc là không có nghĩ rằng là nếu mà mình về với dân là chính, dân là chủ, dân là gốc cội để mà có những cái cuộc coi như toàn dân người ta đồng lòng với mình như thế. Thì theo ông nhìn nhận như thế nào về cái chính quyền miền Nam của mình? Mình nói đến người là mình cũng nghĩ đến mình, thì cái nhìn nó như thế nào thưa ông? Theo tôi đó thì đúng như dùng cái câu của các cụ mình ngày xưa, tức là tiên trách kỷ hậu trách nhân, trách mình trước đã, chính là tại mình thì mới xảy ra như thế. Nếu mà tất cả mọi người, tất cả nước, trong nước lúc đó của chúng mình cũng đến cả gót 20 triệu hay mười mấy triệu gì đó mà một lòng nhất trí thì tôi nghĩ rằng Cộng sản hay là ông Mỹ ông muốn rút cũng không thể nào mà nó làm cho chúng mình mà cái thua mất tức một cái đau đớn như thế nào. Nhưng chính ngay những cái người bạn thân tín, những cái người mà tay chân Cộng Thiệu cũng lại tìm hiểu cho, cũng lại muốn đảo chính ông ấy. Rồi các đoàn thể, các đảng phái tôi không hiểu là những cái thực lực họ ra sao không biết, cùng nhảy xô vào định ấy. Ông Thiệu cũng tứ bề thọ địch. Ông vì thế như vừa rồi là nói là ông ấy, ông Mỹ, ông ấy dọa, rồi thì các ông đảng phái, tất cả các thứ, rồi ngay cả những cái người mà trước đây ông tin cận nhất giao quyền hành để lo lắng tới chung vai đấu cật với ông để lo cũng là ông mưu đảo chính ông ấy. Thế thì làm sao mà mình đều đổ tội cho tại Mỹ hay tại chính, cái chính là ở mình, thua một phần lớn ở mình. Nếu mà mình biết từ trước, mình đề phòng, mình làm đủ mọi thứ rồi, tại sao không nói thẳng quốc dân đồng bào rằng bây giờ cái này nỗi khó khăn của đất nước chúng ta, ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì đồng bào sẽ tính sao, phải thế nào, phải sinh, phải thế nào ta. Ông tổng thống cứ im lặng, cứ im thôi, rồi thì ông ấy là cái chuyện mà ông ấy điều đình Mỹ mới họ đến họ làm báo được, tại sao không nói thẳng ra cho dân chúng biết, cứ im vì ông sợ rằng chính những cái người bạn mình giết mình, hại mình, cái đau đớn ở chỗ của cái quốc gia mình thế. Rồi tụi tôi chủ trương là hãy ở trong nhà rác rưởi khoan dọn dẹp lại, kẻ thù nó bước lên vào cửa rồi phải lo chặn nó lại đã, chặn nó xong đuổi nó đi rồi lúc người ta dọn dẹp nhà cửa ra sau. Nhưng mà không, chúng mình là ở trong nhà, ngoài kẻ thù thì bước chân vào trong đến cửa ngưỡng cửa nhà mình, mà trong nhà thì anh em cứ lục chỉ tính cách để hạ bệ nhau, hạ nhau thì làm sao mà không thua được. Vậy theo ông trách nhiệm là của cả mọi người? Vâng, trách nhiệm lớn ở những người cầm quyền và cả chúng ta nữa, tức là cả số đông chúng ta thụ động, hoặc là họ không biết, hoặc là vì những cái gì, những cái lý do gì mình không được lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả cái người quốc gia không có cùng một lòng, không cùng một cái chung lưng đấu cật. Cái lúc mà đất nước là nguy như thế, đáng ra phải đứng lại với nhau chứ, phải ngồi với nhau để chung lưng với nhau để mà chống kẻ thù đã. Sau đó hẳn tính cái chuyện dọn dẹp cho rửa sạch nhà cửa, đây thì không. Chung là so sánh cái lúc mà cái sự hỗ trợ của người dân đối với ủng hộ ông Diệm thì tất nhiên là thời ông Diệm bị đổ xuống như vậy đó, là cũng do một số những tướng lãnh như ông nói ban nãy là bất mãn về những số những người cầm quyền, rồi sự đồng ý hay là cũng như là mong mỏi của Hoa Kỳ. Nhưng mà nhìn vào cái sự mà người dân mà ủng hộ mà ông Thiệu mới lại ông Diệm đó, thì ông nghĩ là người nào có được cái lòng dân người dân hơn? Theo tôi đó, cái giai đoạn đầu từ cái giai đoạn từ năm 1954 ông Diệm về nước, rồi đến cái vụ mà năm 1960 ông Diệm được lòng dân lắm. Ông là từ cái thành tích, cái dĩ vãng của ông là ông từ khoan để ông phản đối cái chuyện ở triều đình Huế, đã là một cái gương sáng, là một người ta kính trọng rồi. Thứ hai là ông làm một vị tổng thống rất nhân từ, phải nói là rất nhân từ. Tôi nghĩ rằng luôn luôn tôi nghĩ rằng tâm niệm rằng ông Ngô Đình Diệm là một ông quan cai trị trong thời bình tốt hơn là một vị tổng thống thời chiến. vì cái lòng nhân từ. Những kẻ thù ám hại ông cũng có cái sự trả thù cách tàn nhẫn, như là cái vụ nhóm chính trị chính khách ở Caravel bị một số bị án tử hình, ông Diệm ông cho ra ngoài Phú Quốc nằm ngoài đó. Rồi cái một cái tên cán bộ cộng sản là một cái họ nói là nhân vật nào của đạo giáo tôn giáo nào đó ám sát ông Diệm ở Ban Mê Thuận. Lẽ ra mà ám sát một vị quốc trưởng thì cái tội là tội tử hình rõ ràng như đấy, mà ông Diệm không giết, ông để và anh ta sau này vẫn còn sống và vẫn bây giờ vẫn ở dưới cộng sản, vẫn huyết bài. Thì phải biết là cái vị tổng thống ông Diệm một cái người nhân thực, và nhưng mà thích hợp cái vai trò lãnh đạo. Nếu mà ông ta ở thời bình, một vị quan thanh liêm, trong sạch, có tính nhân bản, có đủ đức tính của một người lãnh đạo, chỉ tiếc rằng ông không vừa thích nghi được với cái thời chiến. Lẽ ra phải làm khác. Thời chiến không thể lấy mà như ngày xưa mình nói đó, lấy mà nhân đạo mà thắng không tạo cái gì đấy đó. Ngày xưa nó khác, cái thời này cái con người, cái sự văn minh nó cộng với cái sự tàn ác nó nhân lên gấp mấy bao nhiêu lần ngày xưa, thành không thể lấy cái sự nhân từ mà thắng bảo toàn được. Mà mày đấm tao thì tao cũng phải đấm lại mày. Thì tôi nghĩ là ông tổng thống Diệm nhân từ hóa rồi kiên bám ngay với kẻ thù, là âm mưu kẻ thù của đất nước, như là các ông cộng sản, những tên cộng sản. Khi mà bắt được ông tổng thống cho chiêu hồi, cho huấn nghiệp, rồi giúp tiền bạc, công an việc làm đời sống. Tôi nghĩ là với cái chế độ cộng sản thì biết là cái sự một trời một vực, cái sự nhân đạo và cái sự tàn bạo của hai cái chế độ nó khác hẳn nhau. Thì phải nói rằng kết luận là ông tổng thống Diệm một vị tổng thống nhân từ. Và cái chế độ của chúng ta, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ đầy tính nhân bản, nhân đạo, khác hẳn với cái tàn bạo vô nhân bất nghĩa tất cả của chế độ cộng sản. Nói chung như thì ba người ở miền Nam, ba người lãnh đạo có thời gian lâu, đó thứ nhất là ông Diệm, ông Thiệu và ông Hồ Chí Minh. Người ngoại quốc thì người ta coi khinh ông Thiệu, người ta nguyền rủa ông Diệm là tàn ác, coi như là tàn bạo phi nhân đủ thứ hết. Còn người ta lại ca tụng ông Hồ Chí Minh. Thì theo ông, một nhà báo, một nhà tư tưởng của miền Nam, một người mà đã sống trong từ những thời dưới ông Hồ Chí Minh, thậm chí là cũng là một trong những người đầu tiên để đi theo cái tiếng gọi yêu nước của ông Hồ Chí Minh. Rồi cũng qua cái thời gian ông Diệm rồi ông Thiệu vân vân, cho ngày miền Nam hoàn toàn sụp đổ đó, thì ông so sánh ba cái nhân vật đấy như thế nào? Thì tôi thấy là cái ý nghĩ của tôi và nhận xét tôi hoàn toàn trái ngược lại với cái ý kiến đó, cái nhận định đó. Là cái ông Hồ Chí Minh đó, cái tuổi báo chí địa phương nó đánh bóng lên, theo tôi biết là ông là một người quỷ quyệt, gian manh, tàn bạo vô cùng. Đối với cả người thân, ông cũng đối xử một cách rất là độc ác, tàn nhẫn. Nên là mình có thể nói là ông là cái thứ mà giết người không chớp mắt, rồi cần hy sinh tất cả những người mà đồng chí của mình hay tất cả ông cũng đã hy sinh. Trong khi đó trong mình, chế độ của mình là nhân từ vô cùng, đạo đức vô cùng. Hương như ông tổng thống Thiệu, ông tổng thống Diệm, bữa cơm của ông rất thường, buổi sáng một tô cháo, mấy một tí cá kho, tô cháo trắng. Một vị lãnh đạo quốc gia mà không vợ con, mà không tài sản, không gì cả, đức độ, tha cho kẻ thù, tha cho cả cái kẻ giết mình, lẽ ra những kẻ phải tội tử hình. Trong khi đó những người vô tội với cộng sản, như tội thì cầm bút miền Nam chúng ta chẳng hạn, chúng mình chỉ có tranh đấu với họ, tư tưởng đâu phải bằng súng cầm súng giết họ. Tại sao họ bắt đầy ải, họ bắt đi tù 10 năm 15 năm, hành hạ cực hình. Nhưng tôi phải nói là ông Hồ đó, vì cái bộ máy tuyên truyền nó giỏi quá đấy. Nó nói có thành không, không thành có, nói xấu thành tốt, tốt thành xấu, và nó gọi là dùng những cái lời lẽ đao to búa lớn để cái cùng máy tuyên truyền để nó bị bợm. Cái tụi Tây Phương thì thích những cái nghe những cái lời đó, phỏng vấn này. Nó ở cái tuổi báo chí tôi biết mấy anh ký giả Pháp. Tại sao nó không phỏng vấn ông tổng thống của mình, ông tổng thống Kiệm, ông tổng thống Thiệu, các vị tướng lãnh của mình, nó để đi vào lén vào mật khu, nó phỏng vấn những cái anh mặt trận giải phóng miền Nam tất cả thứ, rồi về làng xe lên, nó bốc lên là trên đất khổ, gian khổ thế này, rồi kiên trì chiến đấu vào kia. Chính là những cái kẻ là những kẻ cầm dao đâm vào chúng ta, nó là thay vì súng đạn thì thường cái ngòi bút đâm vào tim của Việt Nam Cộng Hòa mình. Tôi rất bất bình những chuyện cái đám ký giả phương Tây. Chính là cái bọn đó là cũng một cái công lớn với Cộng sản và cũng có một cái tội rất lớn đối với chúng ta, những người quốc gia. Thưa ông, trở lại vấn đề hiệp định Paris đó, thì ông nói là phía bên để mà vào cái cuộc cuộc hội nghị đó và cuối cùng ký kết. Thì theo nhận định cái hòa đàm Paris đó, cái agreement đó, tức là cái hiệp ước đó, cái gì là bất lợi cho mình và có cái gì tốt cho mình không? Nó có fair không? Không, cái gì có lợi cho mình cả. Trong khi đó Mỹ rút, trong khi quân Bắc Việt vẫn ở lại, rồi mặt trận giải phóng miền Nam vẫn ở lại. Và tôi còn nhớ cái hồi năm 72 rồi, tức là cái chiến dịch Gia Beo, tức là cái trò đùa chiếm đất giành dân, bên nọ bắn bên kia rồi lấy đồn hạ cờ hạ kết, rồi là Gia Beo. Những cái trò đùa, cái trò những cái là họ làm hy sinh cái sức máu của cái người dân và của quân đội một cách vô ích hiếm, mà hoàn toàn cái Paris thì không có một cái gì lợi cho mình cả. Ông Mỹ thì ông hứa hẹn rằng thi hành đi hiệp định ký Paris rồi tôi sẽ giúp anh, nếu mà nó mà mạnh tay một cái anh thì tôi sẽ đánh nó chết, tôi sẽ nặng tay hơn nữa để giúp anh. Cuối cùng rút súng, rút đạn, rút nhiên liệu, rút thực phẩm, rút tiền, rút bạc, rút hết cả. Thì dù là ông Thiệu, đến 10 ông Thiệu không chịu, cũng đành phải bó tay để mà chuyện. Thì không phải là do mà chúng mình quân đội mình yếu hay gì cả. Tất cả những cái vị tướng của chúng ta từ tiết, tất cả các thứ, cái gương anh hùng, cái gương oanh liệt của chúng ta như thế, cái tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ Cộng Hòa như thế, đâu có thể nói là chuyện mà chúng ta là những kẻ mà chủ bại hay là kẻ gì đâu. Nhưng hoàn toàn cái hiệp định Paris là cái hiệp định khai tử cho chính Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi được biết. Không phải cái đợi đến cái hiệp định Paris, mà từ cái lúc nó khai tử cái chế độ chúng mình, từ cái lúc mà Nixon sang gặp Mao Trạch Đông, nó đã khai tử cái miền Nam của mình rồi. Từ năm 72 chúng tôi đã biết những cái chuyện đó. Thưa ông, thì sau khi mà cái hiệp định Paris ra đời đó, thì như ông nói ban nãy là quân đội của Bắc Việt đó, là ở đâu ở đó, còn lúc đó miền Nam thì đâu còn mặt trận giải phóng, đâu có còn quân đáng kể gì đâu ạ. Không đáng kể, nhưng mà quân Bắc Việt nó vào. Thì dạ vâng, câu hỏi của đó là cái nhận định, còn cái câu hỏi là như vậy thì những cái trận đánh lớn sau đó khi hiệp định Paris mà đã ra rồi đó, họ tổ chức một cái đợt tấn công vũ bão vào miền Nam Việt Nam và một số thành phố một lần nữa cũng cần như cái thời Mậu Thân đó, ở đấy Quảng Trị, An Lộc, Bình Long, một loạt đó. Thì thưa ông là ông có kinh nghiệm bản thân cái gì, ông có tham dự những cái chiến trường đó không, ông nhận định thế nào về cái cuộc chiến đó, về cái vấn đề là hai phía bên coi như là hai bên đó đã tranh đấu như nào ngoài mặt trận, và lúc bây giờ chúng ta không còn có hơn 500.000 quân của Mỹ có mặt tại miền Nam nữa. Vậy thì cái quân đội miền Nam đã chiến đấu như thế nào để mà có thể chám vào cái khiếm khuyết đó? Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng quân đội mình mà được tiếp tế đầy đủ thì vẫn mạnh như thường, như là chứng tỏ cái trận An Lộc với cái hỏa lực của Cộng sản nó mạnh như thế, ngày đêm nó pháo như mưa vào như thế mà chúng ta còn giữ được, và cuối cùng chúng ta đánh bật nó ra được. Thì đâu phải cái người bị đánh ở An Lộc, hoàn toàn do quân đội của chúng ta mà chúng ta chiến thắng. Thì không có nghĩa gì mà là nói là chuyện mà vì không có người Mỹ chúng ta thua gì hết. Với quân lực Việt Nam nếu đầy đủ súng đạn, đầy đủ tiếp tế lương thực tất cả thứ thì chúng ta hoàn toàn chúng ta làm chủ động, như là cái chiến trường An Lộc đã chứng minh điều đó. Còn mặt trận về phía Quảng Trị như thế nào thưa ông? À, Quảng Trị thế, Quảng Trị cái lúc mà nó dồn ra cả áp lực thì cái người nói ra thì hơi mất lòng một chút. Thì đáng ra lẽ là nếu mà có cái sự viện trợ về pháo của chiến hạm Mỹ thì có lẽ là cái con đường Quảng Trị nó cái tỉnh lỵ Quảng Trị nó chưa đến nỗi như thế và về Huế. Vì sau đó quân ta, chính quân ta đã tiến vào, đã chiếm tỉnh Quảng Trị làm chủ mà đẩy họ ra, đánh cả đêm cả ngày này. Chiều Giang biết ấy, tức là khi các chiến sĩ của mình cắm cái ngọn cờ chiến thắng ở trên cái cổ thành Quảng Trị thì hoàn toàn là do quân mình ấy. Mình đủ thừa sức để mình chiến đấu, mà chỉ rơi xuống từ cái lúc mà năm 72, tức là chiến dịch Hạ Lào mình mắc vào cái bệnh, mà cái đó bây giờ vẫn là cái bí ẩn của lịch sử. Tức là tại sao mà là Cộng sản biết để nó bố trí xong đào hầm đào hố ở Hạ Lào để quân đội mình cả một cái sư đoàn dù nhảy xuống để bị vào cái bẫy của nó. Cái chuyện đó ngoài cái tầm tay của chúng ta. Từ lúc đó cái tinh thần, nhất là cái binh đoàn của chúng ta hùng mạnh nhất nước, nó làm cho tan tác cả. Tôi nghĩ rằng cái sự chiến đấu xa xỉ của chúng ta từ đó bắt nguồn từ đó. Cái sự viện trợ của người ngoại quốc họ hứa hẹn không khó, và lại vào đúng đó này. Tại sao Cộng sản nó biết để nó đào những hầm mố bố trí quân đội đó. Ông có nhắc đến cái trận Hạ Lào trong cái câu trả lời vừa qua, ông có thể cho biết là theo ông nói là bây giờ nó vẫn là một cái ẩn số của trong cuộc chiến tranh đó, bởi vì có những cái điều mà giờ này người ta cũng không biết được thì nó bắt đầu như thế nào thưa ông? Tức là khi mà quân đội mình để triệt phá cái đường tiếp viện của Cộng sản, cái đường mòn Hồ Chí Minh, mình mở cái chiến dịch Hạ Lào thì cái binh đoàn tinh nhuệ nhất của quân đội ta là binh sư đoàn Lệ Dũng mang xuống. Thì khi đánh xuống đây thì có cái sự pháo binh, có cái sự hứa hẹn viện trợ, của Hải quân Mỹ, hạm đội Mỹ ở ngoài biển. Khi mình quân đội mình xuống, nhảy dù xuống thì quân địch nó đã biết trước, nó đào hầm đào hố, nó bố trí sẵn, thành ra cái bẫy nó đã giăng ra rồi, thành ra cả một cái sư đoàn của mình bị tan tác, tan tác nhiều lắm, tan tác lớn ấy. Rồi cả ông đại tá Bảo cũng bị tử trận. Nếu một vị đại tá mà sư đoàn dù mà xuống, mà binh của mình đâu phải là cái quân đội, cái binh đoàn nghỉ dù của mình đâu phải là cái, là phải nói là binh hùng tướng mạnh đấy, cái tinh hoa của quân đội mình mà bị nó hết tan tác cả, mình nó chuẩn bị hết cả. Thì cái bài học đó thì từ đó cái lòng quân đội hơi sao xuyến. Mà vì chúng tôi với tư cách nhà báo mình là chỉ là những người theo dõi thời cuộc chứ không phải người trong cuộc, mình chỉ biết những điều như thế, tức là mình bị báo vào cái bẫy của Cộng sản. Còn ngoài cái sự thật đó, những ở trên ở ngoài cái phạm vi đó, cái mức trên cao nữa thì mình chỉ đoán thôi, mình đâu có, mình không phải người trong cuộc. Thế cái sự quan sát của chúng tôi là chúng ta đã, quân đội của ta đã vào cái bẫy của Cộng sản. Tôi không nói đi quá cái phạm vi đó. Với tư cách một người quan sát thì chúng ta đã bị bắt cái bẫy cái trận Hạ Lào, và vì nó cái lực lượng của quân đội mình bị tiêu hao nhiều lắm. Rồi song song với những cái việc đó để chuẩn bị như là một cái vị tướng tài giỏi như trung tướng Đỗ Cao Chí lên trực thăng, rồi trực thăng nổ chết. Rồi ông tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó sư đoàn quân đoàn 3 bị chết, không hiểu ai giết, giờ phút này vẫn không ai hiểu. Rồi ông Đỗ Cao Chí trực thăng nổ, trực thăng vừa lên đi tham gia một trận thì nổ. Thì những chuyện đó tôi nghĩ rằng có những cái âm mưu bí mật, những cái gì đó mà ngoài cái tầm của cái, mình chỉ là cái thử phỏng đoán thôi, chứ mình không phải là người trong cuộc nên mình không hiểu được hết những cái bí ẩn của lịch sử. Thưa, như vậy là cái trận Hạ Lào là cuối cùng mình thua, hay cuối cùng mình cũng cũng đã lấy lại được mà có quá nhiều tổn thất như thế nào thưa ông? Thua, phải nói nhìn nhận đau lòng là mình thua dần thôi. Và cái sư đoàn dù của mình bị thiệt hại nặng lắm. Chết mất đến cả một cái vị đại tá. Một vị đại tá, một vị đại tá giỏi của lữ đoàn. Lữ đoàn dù không lữ đoàn trưởng. Đau lắm. Lúc bây giờ là năm bao nhiêu hả? Là năm 72 rồi mà. Đó là đúng lúc mà bên ông Nixon và ông coi như là ngoại trưởng Henry Kissinger đi sang bên Paris và đã sang bên Bắc Kinh chứ ạ? Bắc Kinh. Bắc Kinh mà hồi đấy chúng tôi có cái bản tin của hãng, tôi không nhớ bây giờ của AP hay là của AP gì đó, đánh gì đó. Thì cái lúc trong lúc mà Mao Trạch Đông thảo luận với ông Tổng thống Nixon thì họ đưa tay họ gạt cái người làm, coi như là xóa họ. Từ năm 72 chúng tôi đã biết cái chuyện đó và chúng tôi có loan một cái tin nhắn thì bị đổ bỏ cái chuyện đó vì sợ họ, chắc là chính quyền sợ nó tạo cái sự hoang mang dư luận. Thì từ năm 72 chúng tôi đã tính cái chuyện như là đã thấy cái sự mà tai họa nó sẽ ập xuống đầu mình rồi. Nhưng ngoài thì chúng không biết, vì cái trang cái cục báo tôi nhớ rõ từ cục báo nó bị đục, trắng xóa. Thì ông nói bị đục không? Ông xin ông giải thích bị đục là cái gì ạ? Dạ, đục tức là kiểm duyệt về bộ thông tin, tức là tự ý đổ bỏ, bắt được chữ tự ý đổ bỏ nhưng mà thông tin yêu cầu phải đục trắng cái chỗ cái bản tin đó. Ông nói như vậy có nghĩa là báo chí của miền Nam lúc bây giờ cũng bị kiểm soát, là chính quyền kiểm soát, nên là trước khi cho đăng thì phải đi qua cái sự kiểm duyệt của họ hay như thế nào chứ? Vâng, tức là cái trong tình trạng thời chiến tranh thì không thể nào mà nói là hoàn toàn tự do ngôn luận được. Nhưng mà cái khổ cái nước của chúng ta cái lúc đó, nó gọi là cái nửa mùa tự do, nửa mùa dân chủ, nửa mùa đủ thứ. Cho nên những cái báo và nhân dân đối lập rồi có cộng sản họ trà trộn vào đó, họ lợi dụng những chuyện đó thì chính quyền phải có là những cái biện pháp để áp dụng để ấy. Nhưng mà tôi thấy vẫn là cái quốc gia mình vẫn là cái nhân đạo lắm, vẫn nâng tay em. Ông đục bỏ đó, nhưng mà cái báo bán lậu bán chui ra, rồi còn bán chảy bán nhiều hơn là cái tờ báo đục bỏ. Thành những cái tin tức nhất là những mấy cái tờ báo mà nhân dân đối lập ấy, mà có cộng sản làm vùng về sau này chúng ta mới biết họ là bà ta đó, nó lợi dụng cái sự tự do của chúng mình, những cái kẽ hở của cái tự do báo chí để họ làm những cái việc công việc tuyên truyền của họ. Bất cứ ở cái giai đoạn tôi nghĩ rằng ngay ở các nước tự do, ở thế giới tự do này thế, ngay cái chuyện nước Mỹ là nước tự do như thế. Rồi cái lúc mà chiến tranh bên Nhật họ cũng nhốt cả cái đám kiều dân Nhật tại một chỗ. Thì đối với chúng mình như thế là còn nhân đạo quá thế. Vẫn cho công đối lập bi bang rồi đủ thứ để mà phá chính phủ. Phải áp dụng cái luật báo chí thôi. Không, nhưng mà tự do. Nếu mình tự do hẳn nó không ấy, nó lại nửa mùa dân chủ, nửa mùa vừa sợ độc tài mà vừa không độc tài, lại muốn dân chủ lại không dân chủ, nó nhiều thứ lắm, cứ cái kẽ hở này để kẻ thù nó lợi dụng. Thưa ông, thì bây giờ xin ông, mà nãy ông có nói đến cái vấn đề là miền Nam Việt Nam mình, theo nhận xét của ông là một nhà báo được viện trợ súng ống và tiếp liệu, thì mình sẽ có đủ sức để mà mình coi như là bảo vệ cái đất nước của mình không đến nỗi nào. Ông căn cứ vào đâu để mà ông nói những điều đó? Theo tôi thì cô vừa nói là đủ sức. Tôi bảo nếu mà chúng ta được tiếp tế đầy đủ về súng ống, lương thực, với quân trang quân dụng tất cả các thứ thì chúng ta thừa sức để thắng kẻ thù, chứ không phải đủ sức nữa. Chúng ta thừa sức vì cái tinh thần, về cái lớp các binh sĩ của mình, cái lớp sau này họ yêu nước thực sự và họ nồng nhiệt thực, họ quyết bảo vệ cái đất nước thực lòng thực sự, chứ không phải là cái chuyện mà o ép họ để như là cộng sản, tức là mày đi không đi thì mày ở nhà, mày ở nước chết. Nhưng của chúng mình ra những sĩ quan của chúng mình được đào tạo ưu tú hiếm và tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu cao hiếm. Nếu mà mình có đầy đủ thì tôi bảo là mình thừa sức để thắng nó, chứ không phải là đủ sức thắng nữa. Rõ ràng cái công như thế. đối với những cái chuyện những cái binh sĩ mà cái hồi mà bị chúng ta bắt làm tù binh thì cái trình độ của họ không biết một tí gì cả, zero, họ chỉ biết cầm súng và chỉ có con đường là bắn lên và chết. Trong khi chúng mình, những người lính của chúng mình có cái tình trạng vừa cái lòng yêu nước lại có cái sự hiểu biết, có một cái trình độ nào đó thực sự để bảo vệ gia đình và con, bảo vệ sự tự do dân chủ thực sự, mà không phải có cái sức ép nào cả. Chúng mình không có cái sức ép, không có cái chuyện mà anh không đi lính thì cả nhà anh bị họa, bị cúp sổ lương thực hay thế cả. Thì tôi nghĩ rằng với những cái sĩ quan mà tốt nghiệp những cái khóa về sau này ở Thủ Đức và Đà Lạt, toàn những sĩ quan ưu tú, cấp úy, cấp tá, toàn những người mà chúng ta phải kính phục và chúng ta tin tưởng họ. Nếu mà người Mỹ tiếp tế không cần, chúng ta không cần ông cố vấn hay là không cần ông binh đoàn nọ, binh đoàn kia, chúng ta thừa sức để chúng ta chiến thắng kẻ thù. Thưa ông, thì khi mà người ta nói rất nhiều về vấn đề chúng ta lệ thuộc vào cái viện trợ của Mỹ, nhưng mà trong cái lúc mà ông làm phóng viên thị trường đó, ông có thấy cái sự hiện diện, tất nhiên là phía bên Cộng sản Bắc Việt thì thấy rõ họ đem súng AK-47 cũng như là xe tăng T-54 để những cái đó xuất nguồn ở đâu, về máy bay MiG thì rõ ràng là của Nga và bên của Trung Cộng. Như vậy thì ông nghĩ rằng ngoài ra họ có những advisor, tức là những nhà coi như là đi theo cuộc của bên Nga hay bên Tàu, đi theo làm sponsor hay là counselor hay là advisor của những cái phía quân bên kia không? Ông có nghĩ là họ có, ông có bao giờ nhìn thấy tận mắt là có người Tàu, quân đội Tàu trong cái phía bên kia không? Phải một cái điều mà tôi phải nói trở lại cái ngược lại lịch sử trước đây ít năm, trước đây 20 năm đó, như Trần Điện Biên Phủ chẳng hạn, thì tất cả cái chế trời trần nắng cái quyết định đều do các cố vấn Trung Quốc cả, và cái người lãnh tụ, người chỉ huy tối cao, tư lệnh của cái mặt trận đó là đại tướng Trần Canh của Trung Quốc chỉ huy. Trần Canh. Nó là tùy cái tiếng Tàu Trần Căn hoặc là Trần Canh, tùy con người thì gọi là Trần Căn C-A-I-N hoặc là Trần Canh. Thì chính mắt tôi chứng kiến ở trong rừng là ông Trần Canh đi, thì ông đi lúc mà đi chuyển trong rừng thì có hai bộ đội ông nằm cái mõm, hai bộ đội thì khiêng mõm đi, ông đi và cả một cái đại đội bảo vệ ông tướng Trần Canh. Và những quyết định, những trận đánh, tất cả các thứ đều do người Trung Quốc, những cố vấn của ấy. Mà họ đó là họ đi vào từng ấy, chứ không cũng như quân Mỹ thì ông cố vấn, mà ông Mỹ thì ông lại ngồi ở một cái chỗ an toàn nào đó. Chứ chính cái ông Trần Canh ra tận ngày mặt trận Điện Phủ ở trong rừng. Tôi biết là lúc đó thì ông đại tướng mà người hùng mà cả thế giới tự do ca ngợi là ông Võ Nguyên Giáp. Thực đánh bóng lên, thực sự tôi đọc những cái bài, những cái tài liệu ở trong đó thì nói cái lúc đó ông chui ở trong cái hầm sâu ở giữa cả cái trái núi, rồi ông điều hành. Thì tôi hỏi là một vị tướng, đại tướng thì ông phải ở cái bộ tổng tham mưu ở cái mặt trận chết, mà xong mà ông chui vào trong núi rồi ông quay máy ông điều hành. Thực sự ra đấy là cái trận đó thì như thế là nói về cái dĩ vãng mấy chục năm trước. Còn về sau này, khi trong khi quân đội mình được trang bị M1, M2, tức là cái súng của thời đề nhị thế chiến, người Mỹ họ đã bỏ rồi, mang chiến trường của mình. Trong khi đó Cộng sản mới được trang bị bằng AK, súng bắn lên mà nguy hiểm ghê, cái tiếng rú của nó đã khủng khiếp rồi. Rồi tất cả mọi thứ nó đều hơn mình cả, từ pháo tới tất cả cái phe của xã hội chủ nghĩa, Tàu, Liên Xô, Ba Lan, tiếp khác nó đều ủng hộ hết, lương thực, thực phẩm rồi quân tranh, quân dụng, số ngón tất cả. Trong khi mình mãi về sau này mình mới có khẩu gì M16, rồi mình cái tăng của mình ấy, nó khi nó mang cái tăng của nó thì cái loại T54 cái gì tôi không nhớ nó, thì lúc ấy ông Mỹ ông mới cho mình sang để tức là hoàn toàn là mình cứ chạy theo của nó đi trước, vì nó được cả một cái khối ủng hộ. Trong khi đó mình thì ông Mỹ, chỉ có ông Mỹ, còn ông Pháp, ông luôn luôn ông tìm cách ngáng chân. Ông De Gaulle, mình còn nhớ là cái hồi mà còn chia lúc, ông De Gaulle ông làm tổng thống, bay qua cái Đông Dương, ông đã tuyên bố là phải trung lập hóa Đông Dương. Như thế thì rõ ràng là cái chuyện này là để cho Cộng sản, mở cửa cho Cộng sản như gì này. Ngay cái chuyện người Pháp, họ cũng muốn ngáng chân người Mỹ. Trong khi đó, người Mỹ lại muốn vừa giúp quân đội mình, lại vừa muốn kìm chân mình. Để làm gì? Để họ sai được, họ bảo được, họ điều hành theo cái ý muốn của họ. Đó, những cái điều đó. Thì đây là cái điều mà đau đớn cho những cái thân phận của quốc gia nhược điều. Mà chúng mình đành phải nhìn lại những cái hậu quả quá nặng nề. Thưa ông, thì bây giờ trở đến những cái vấn đề những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông là một nhà báo, ông từng đi ngoài quốc đủ thứ, chắc chắn là ông cũng có nhiều cái cơ hội đi ra khỏi nước lắm. Tại sao ông và gia đình không đi vào những ngày tháng đó? Cái điều đó lại, cái chuyện đó lại cũng đau lòng ghê lắm. Vì khi mà tôi được biết, trước khi đó xảy ra độ tháng mấy, thì có tờ trong danh sách của cái Sở Thông tin Mỹ, thì có tờ Chính Luận, tờ Song Thần, một tờ báo nữa tôi quên mất rồi, là ba tờ báo chống cộng quyết liệt nhất. Thì danh sách tất cả những ký giả để được ưu tiên để người Mỹ đưa đi. Đó là cái điều mà tôi biết chắc chắn như thế. Và chính tôi là cử cái nhân viên của cái lúc ấy tôi là thư ký tòa soạn của tờ Chính Luận, tôi cử nhân viên xuống cái phòng thông tin Mỹ để hỏi xem có đúng không. Họ bảo chắc chắn các ông là những cái thành phần ưu tiên phải đi, nhất là tờ Chính Luận và tờ Song Thần, hai cái tờ đầu não chống cộng ở Việt Nam này. Phải, các ông phải ưu tiên để được đi Mỹ. Cuối cùng chúng ta ở lại hết. Thì cái điều đó nó nhiều cái sự bí mật, nhiều cái giả thuyết ra mà chúng tôi không muốn nhắc lại vì nó chưa chắc chắn. Có người thì bảo là người Mỹ muốn để cho những cái ông nhà văn, nhà báo ở lại. Có người thì bảo là bị mắc lừa, bị gì đó, thì cái chuyện đó vì mình không biết. Nhưng điều chắc chắn là tôi biết là danh sách của mấy tờ báo của mình chống cộng là được ưu tiên đi, và cuối cùng chúng ta kẹt lại. Thì không hiểu được cái chuyện đó là ngoài cái tầm suy nghĩ của chúng mình. Thưa ông, bởi những ngày đó ông và gia đình ở đâu và đang làm gì? Tôi nghĩ ngày đó, đến ngày 28 chúng tôi còn lên tòa soạn, còn làm việc. Báo Chính Luận cuộc số cuối cùng là ngày nào? Số cuối cùng là ngày 29. Tôi đến ngày sáng sớm ngày 30 chúng tôi vẫn đến làm việc. Vì cả cái đêm 29 chúng tôi đợi trực thăng của Mỹ đến đón, hẹn điều mà hẹn để đấy đáp thì không có. Thì sáng 30 thì chúng tôi họp với nhau lại, thì lúc đó thì ông chủ nhiệm đi rồi, thì chúng tôi quyết định là vẫn ra báo, nhưng mà ra báo với tinh thần là chỉ loan tin thôi. Thì được gọi, chúng tôi gọi tất cả nhầm thời những cái này lại, thì đồng một cái có cái lệnh của chính quyền mới, họ bắt chúng tôi phải ngưng lại và giải tán ngay và soạn. Cái điều buồn nữa là cái tờ báo Chính Luận, phải nói là chiều giao nhận là cái tờ báo lớn nhất của mình ở thời đó vậy. Thì chúng tôi có mua một cái máy điện tử, cái anh điện tử đó là cái máy điện tử, tức là lấy tin tức trực tiếp trên vệ tinh. Thế mà cái số độc giả của mình không đủ để cung ứng cho cái chi phí cho ông nó. Thành ra chúng tôi có một cái phòng riêng, cái phòng lạnh để cho ông ở cái máy, đó, cái máy điện tử đó. Ông ở trong này mấy năm trời. Vì nếu mà cái số in của cái tira của chúng mình 50-60 ngàn số, mà trong khi nó phải in 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn thì mới đủ sức để cái chi phí và cái bộ máy điện tử nhận tin từ trên vệ tinh. Thế khi họ vào, họ chiếm, họ vào tòa báo, họ tiếp tục tòa báo, thì họ lấy cái bộ phận điện tử đó, cái bộ máy của Chính Luận, họ mang ra Hà Nội, họ sử dụng. Và chính cái tờ Nhân Dân nó dùng cái máy đó để nó layout, ngày xưa mình gọi là cái gì, mình gọi là cái Mizampa. Xong rồi tin tức tất cả thì nó mới chuyển qua cái vệ tinh, cái máy của chúng tôi, và Đà Nẵng in và vào Sài Gòn in ra. Đó là cái máy mà của tờ Chính Luận. Cái sự hoàn toàn là cái chuyện mà không bao giờ mà chúng tôi chứng mình ngờ rằng cái chuyện là mua cái máy từ năm 70 đến năm 75 không dùng, rồi đến kẻ thù của mình sử dụng cái máy đó, áp dụng cho ngay cho họ, làm ăn lợi cho họ. Như vậy họ phải lấy chuyên viên của tờ báo hay ai biết sử dụng cái đó rồi? Cái đó thì lúc này thì tôi đi tù rồi. Thưa ông, như vậy là ông đang nói là cái ngày 30 họ bắt ngưng thì ông và nhân viên của ông, phóng viên của ông đi đâu, ai còn ai mất hay như thế nào? Thì tôi chỉ biết là lúc đó là ông Thái Linh thì ông đi trước, có người em anh em đồng hào, cái cô em vợ ông lấy mà ông nhân viên tòa soạn đại sứ Mỹ, thì ông đón ông Thái Linh đi trước một thời gian, rồi khoảng đâu tuần lễ gì đó thì chúng tôi cũng lại bắt tay rất lạc quan là hẹn gặp nhau ở Hòa Thành Đôn. Thì ông đi, sau đó thì tôi với tư cách là xếp một cửa tờ báo chính luận, tôi liên lạc với tòa đại sứ, rồi tôi lại đi cho ông họa sĩ Tuyết, ông Ngọc Dũng nhà mình và ông Lê Thiệp đi ra xin phép môi trường lấy một cái tàu đầu buôn để ra ngoài Phú Quốc chở tất cả nhân viên tòa soạn và anh em thời đi bốc từ đấy để đi ra ngoài. Chúng tôi chuẩn bị như thế rồi thì ông chủ nhiệm ông ấy mới bảo rằng cái điều anh Hoàng làm tốt lắm, nhưng mà anh có bảo đảm rằng khi đi qua sông Lòng Đảo và tất cả thứ có sự an toàn, họ pháo kích, thì tại sao anh không đợi trực thăng nó đến nó đón chúng ta? Thì giữa cái sự trực thăng và cái sự phiêu lưu của đi tàu thì chúng tôi phải chọn trực thăng. Thì cuối cùng trực thăng không đón và ông chủ nhiệm thì ông đi mất. Rồi anh Thái Lân là xếp thứ nhì của tờ báo, ông cũng đi mất. Rồi ông Ngọc Dũng rất ông Tít, tức là ông không lắm vai trò, cũng không quan trọng về tờ báo, nhưng ông được cái ông trung tá bạn ông ấy ở bốn phe hai bên hay gì đấy, ở cái phái đoàn của Việt Nam Cộng sản, thì ông bất cứ lúc nào ông cũng đi được. Thì ông mới cho Ngọc Dũng là bạn của ông đi mời vợ con Ngọc Dũng, thì chúng tôi cũng lại tiến đưa bạn đi rất lấy mà ông trung tá đó đưa vợ con đi với Ngọc Dũng đi. Thì chúng tôi lại bắt tay nhau rất lạc quan là sẽ hẹn gặp nhau ở Hòa Thành Đốn. Thì cuối cùng thì ông trung tá ông tưởng rằng quyền hành trong tay ông đi không làm được thì ông ở lại đi tù, tức là ông ấy tên là Tiên, ông lại cũng đi tù 12 năm. Và nếu ông họa sĩ Ngọc Dũng bảo ấy thì tối sang hoàn thiện tất cả chúng tôi ở lại kẹt hết. Thì riêng cái tờ báo chính luận có lẽ là cái nhiều người đi tù nhất. Tôi này, anh Võ Xuân Đình, anh Đậu Phi Lộc, mấy người nữa mà tôi không nhớ. Người đi cái người tù này, lâu nhiều nhất thì là tôi, anh Võ Xuân Đình, anh Đậu Phi Lộc. Thì thực sự ra thì anh Lộc anh không nắm cái vai trò gì ấy cả, anh chỉ là cái phụ tá ông chủ nhiệm về hành chính tòa báo. Còn anh Võ Xuân Đình thì phụ trách về tin tức, chỉ là bản tin quốc tế. Nhưng mà vì họ vào họ bắt anh Lộc, anh Đình là cái thời ông Diệm, hai anh là người được bác sĩ Tuyến cho đi sang bên Mã Lai học để đánh ngay gọi là rồi đánh cái biệt kích này, để nhảy ra mắt. Hai anh thì họ vào họ tóm họ bắt hai người. Chính vì anh Võ Xuân Đình ngay trong là báo Triều Giang cũng không nghe tên đó, anh ở cái mặt trong mặt ngoài, vì anh là về trưởng ban về dịch tê lê. Nhưng mà họ bắt cái anh là vì cái tội họ đã ghi sổ. Anh Đình ngày xưa là anh Võ Xuân Đình anh đã ăn được cộng sản, cái lúc mà họ tiếp thu họ cử anh đi sang chính ông Võ Nguyên Giáp tuyển lựa anh người dân Thanh Nghệ Tĩnh mà để đi học lớp khóa phi công đầu tiên của chính phủ cộng sản. Nhưng mà ông ấy anh Đình anh ra ngoài Bắc thì vì cái thành phần gia đình Phú Nông hay địa chủ gì đó thành giữ ông lại. Rồi thì ông ấy vào trong Nam, và Nam lúc đầu chơi cái tờ chính luận mãi 63 xong mới có mà Thì ông đâu có làm báo, ông làm viên chức Bộ Thông tin thì ông làm, ông mới đầu thì ông Tuyến cử hai ông đi sang học ở Mã Lai về vấn đề du kích chiến và vấn đề biệt kích để ra Bắc đấy. Để ra Bắc thì tôi không hiểu sao ngày sang anh không ra thì để sang ông làm, ông thì làm tránh sở đào tạo cán bộ, ông Đình Nhu, mà ông thì làm giám đốc cái gì đó thì tôi không biết. Thì sau đó mới đến tờ báo thì hai ông bị bắt, thì tôi nghĩ là hai ông bị bắt về cái tội về phía chính quyền nhiều hơn là về báo chí. Thì báo chí thì tôi thì họ bắt với cái tội danh là chủ tịch một cái nghiệp đoàn báo chí của Russia lập ra để lung lạc, phá hoại nền báo chí miền Nam đó. Còn có đâu có một hai ông còn thì nhưng ông khác thì họ tờ báo Sóng Thần thì Nguyễn Thảo bị bắt trước khi cái chiến dịch của Triều Giang biết này, tức là anh Nguyễn Thảo anh đi vào trong mật khu để tham gia cái mặt trận để chống lại cộng sản, anh bị bắt trước chúng tôi. Trong cái đợt chiến dịch là cái đợt đầu X1 mở chiến dịch, tức là bắt đầu từ năm sau khi nó ổn định hai kinh bốn phương phản lại hai kinh vững vàng rồi đấy, nó mới đến thanh toán các thành phần trong xã hội. Thì cái chiến dịch đầu tiên là X1 là đánh tư sản mãi mãi, tức là nhờ ông tỷ phú Tàu. X2 là đánh văn nghệ sĩ, báo chí phản động đó. Thì cái thứ hai là sau khi bắt cái ông tư sản xong thì đến chúng tôi và vào trong nhà tù để gặp nhau hết cả trong